Nửa đêm tại hầm xe một luật sư tên Jerry không biết vì lý do gì lại bị ám sát, từ đó kéo theo hệ lụy làm cho hàng tá những vụ án anh đang biện hộ không có người giải quyết. Ngày hôm sau, Mickey, anh chàng luật sư nhiều năm thất nghiệp do quá trình cai nghiện thuốc, lại được thẩm phán trưởng triệu tập đến văn phòng. Mickey được thông báo 10 ngày trước Jerry đã nộp văn bản bàn giao toàn bộ văn phòng luật của anh ấy cho anh nếu anh ấy bị mất khả năng lao động hoặc chết. Được biết hai người từng là bạn bè thân thiết nên Mickey không ngại ngần gì từ chối. Thẩm phán trưởng biết quá khứ từng cai nghiện của Mickey nhưng không còn cách nào khác đành ký giấy ủy quyền lại cho anh. Nhiều tháng nay, Mickey mong có được một khách hàng nào đó tin tưởng thuê anh làm người biện hộ, nhưng vết nhơ trong sự nghiệp đã khiến anh bị mất hết tất cả. Không ngờ cái chết đột ngột của người bạn thân lại khiến anh chỉ trong phút chốc có lại mọi thứ. Hiện tại, văn phòng của Jerry đang bị cảnh sát phong tỏa mặc dù hiện trường vụ án nằm dưới hầm xe, điều này là không đúng với quy tắc điều tra. Mickey yêu cầu phía cảnh sát bỏ lại toàn bộ hồ sơ vì tính bảo mật cho thân chủ, biết anh là người đảm nhận văn phòng của nạn nhân. Thanh tra Greg tỏ ra nghi ngờ anh rất có đầy đủ động cơ để sát hại Jerry. Cũng may có văn bản bàn giao từ phía nạn nhân và chữ ký của thẩm phán nên Mickey mới lấy lại được sự trong sạch. Kể từ khi tiếp nhận vụ án từ người đồng nghiệp thân tình, Mickey bỗng trở nên là một chàng luật sư vô cùng bận rộn với những vụ án cần được biện hộ theo hồ sơ khách hàng mà anh được tiếp nhận. Hôm đó anh phải giúp một cô gái da màu cãi thắng vụ trộm cắp. Theo lời thân chủ thì cô chỉ giật chiếc vòng cổ rồi chạy, không tấn công bị hại như lời họ nói. Do mới nhận hồ sơ nên Mickey vẫn chưa nắm rõ các chi tiết từ vụ án. Anh dùng những lập luận hợp lý để thuyết phục thẩm phán đồng ý hoãn phiên tòa lại đến sáng ngày hôm sau. Theo như lời cô gái da màu kể lại, Jerry là một luật sư tốt bụng và thân thiện. Vụ án của cô bị họ cáo buộc 2 năm tù giam. Jerry thấy như vậy là quá đáng nên đồng ý nhận giúp cô vụ này mặc dù chưa lấy một đồng tiền án phí nào. Mickey hiểu rõ nguyên nhân và bắt đầu quan sát các tình tiết quan trọng. Chiếc vòng cổ mà thân chủ anh giật chỉ có giá vài trăm đô, theo luật hiện hành thì giá trị món đồ này chưa đủ để buộc tội cô gái da màu. Thậm chí anh còn mời thợ kim hoàn đến để thẩm định giá trị món đồ nếu như thẩm phán cần thiết. Phe công tố viên của bị cáo mắc lỗi chưa thẩm định giá chiếc vòng cổ mà chỉ xem qua giấy xác nhận của thân chủ. Mickey cho rằng nếu giấy xác nhận đó là giả thì anh sẽ thưa lại họ tội lừa đảo. Phe đối thủ gần như cứng họng trước những lập luận của Mickey, thẩm phán bác bỏ mọi cáo buộc đối với thân chủ của anh. Chỉ trong phút chốc, cô nàng da màu Izzy đã được trả lại tự do và Mickey đã thuê Izzy làm tài xế riêng cho anh để trừ vào tiền án phí. Ngoại trừ những vụ kiện vụn vặt đó, Mickey phải tiếp nhận một vụ cực kỳ trọng đại trong số hồ sơ vụ án của Jerry. Đó là vụ án mạng của một đôi cẩu nam nữ được phát hiện bị sát hại ngay trong căn biệt thự của Elliot, một chủ tịch và là nhà sáng lập game 3D nổi tiếng. Vì vụ án này mà Elliot gần như thân bại danh liệt, chẳng hiểu vì sao họ lại chọn nhà của anh làm nơi ngoại tình rồi bị sát hại ngay tại đó. Phía cảnh sát đặt ra nghi vấn Elliot vì bị cắm sừng nên đã trả thù bằng cách bắn chết cả đôi gian phu dâm phụ. Được biết Elliot là một người cực kỳ yêu vợ của mình, anh cho Mickey xem hình ảnh nhân vật game 3D mà anh thiết kế. Nó được lấy cảm hứng từ dung nhan của người vợ, đối với anh cô ấy là tất cả và cũng là động lực để anh phát triển sự nghiệp. Nhưng không ngờ người vợ anh luôn yêu thương và người bạn thân một gã huấn luyện viên yoga lại lén lút cắm sừng anh, Elliot thật sự muốn lấy lại thanh danh của mình. Mong rằng Mickey sẽ giúp anh thực hiện được nguyện vọng đó. Nhưng nếu tiếp nhận vụ này đồng thời Mickey cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi biết đâu hung thủ thật sự sẽ cho người thủ tiêu anh. Khi trở về, Mickey phát hiện mình bị một chiếc SUV màu đen bám đuôi, nhờ vào kỹ năng tay lái lụa của Izzy mà anh mới về đến văn phòng một cách an toàn. Trợ lý của anh Lorna thông báo chỉ còn 40 phút nữa để anh có mặt tại phiên tòa để biện hộ cho một vụ tấn công cảnh sát. Đến nơi, anh gặp được thân chủ là một tay súng thiện xạ của đội lính bắn tỉa từng được nhận bằng khen khi còn hoạt động ở Iraq. Nghe đâu hôm đó anh bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên buồn bực, còn nạn nhân là gã cảnh sát bạn học cùng anh hồi cấp 3, sở dĩ anh nhận tội là vì được Jerry tư vấn. Nếu không nhận tội, mức hình phạt sẽ là 3 năm thay vì 1 năm như hiện tại, anh vì còn có con gái nên không thể ở tù lâu như vậy được. Sau khi trở về, Mickey lại phát hiện mình bị chiếc SUV màu đen theo dõi. Ngoài vụ án của Elliot ra, Mickey còn muốn điều tra về cái chết bất ngờ của Jerry. Thế nên anh đã đề nghị các trợ tá của mình gồm thám tử Sico và thư ký Lorna tìm hiểu thêm thông tin về những người có liên quan. Lorna theo dõi trung tâm dạy yoga, còn Sico điều tra về chiếc SUV đen và thám tử riêng từng theo phục vụ Jerry, biết đâu sẽ tìm thêm được thông tin gì đó bổ ích. Theo như báo cáo của Lorna, huấn luyện viên dạy rất nhiều học viên nữ, không chỉ riêng vợ của Elliot. Vụ này Jerry đã điều tra nhưng lại không viết vào hồ sơ, ngoài ra còn phát hiện vào hôm Jerry bị sát hại. Anh đã viết lệnh xin hoãn phiên tòa xét xử Elliot nhưng vẫn chưa nộp cho thẩm phán. Mickey làm theo trình tự này xin tòa hoãn xét xử và bị Elliot từ chối. Hiện tại hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện, nếu ra tòa chắc chắn người bất lợi sẽ là chúng ta. Mickey cần thêm thời gian để làm sáng tỏ các điểm mù, nếu không Elliot có khả năng đi tù chung thân. Tuy nhiên nếu vụ này càng kéo dài thì công nghệ trí tuệ nhân tạo của Elliot sẽ bị chậm phát triển ra thị trường, từ đó kéo theo thiệt hại thua lỗ cho công ty và có khả năng mất trắng.
Nếu Mickey không sớm xử lý vụ này, Elliot dọa sẽ cho người khác thay thế. Đứng trước áp lực này, Mickey đành đồng ý thỏa thuận tuần sau sẽ ra tòa biện hộ. Lúc này, Sico đã tìm thấy trợ lý của Jerry. Cô ấy là một người phụ nữ trông khá yếu đuối. Mỗi khi nhắc về Jerry, cô chỉ biết khóc và khen anh ấy là một vị luật sư tốt. Khi được gặng hỏi về các bí mật của Jerry, cô sực nhớ từng nghe anh ấy nhắc đến một thứ gọi là viên đạn ma thuật. Hóa ra hai người họ từng có khoảng thời gian sống chung. Hai tháng trước có những đêm Jerry mất ngủ vì lo cho vụ kiện của Elliot, nhưng anh lại không muốn chia sẻ vì nghĩ nếu biết càng ít sẽ càng tốt cho cô. Sau thời gian truy tìm dấu vết từ lời khai của cô trợ lý, Sico đã mang về được cuộn băng an ninh bên ngoài sòng bạc nơi Jerry hay lui tới. Qua đó cho thấy anh từng nhận một tờ giấy từ kẻ lạ mặt nào đó trước sòng bạc. Danh tính của người này sẽ giao cho thanh tra Griggs tìm kiếm. Hiện tại Kalin thám tử của Jerry cũng đã đột nhiên bật vô âm tín. Gã bỏ lại xe như thể không muốn bị ai tìm thấy. Tuy nhiên gã lại có bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát không thể cáo buộc gã là hung thủ giết Jerry. Hôm sau Mickey quay trở lại với vụ án của Wham, gã lính bắn tỉa say xỉn vì bị vợ bỏ nên đã nổ súng với 90 phát bắn trong 3 giờ đồng hồ. Đó là lý do anh ta bị cảnh sát bắt giam Wham, điều lạ thay xung quanh lại không có người bị thương. Cảnh sát cho rằng thần kinh anh ta không được ổn định nên đã gửi anh đến trung tâm giám định tâm thần. Mickey yêu cầu ngưng thuốc đối với Wham bởi khi tỉnh lại anh ta có thể kiện bang ép anh ta dùng thuốc khi không tỉnh táo. Từ khi cô trợ lý của Jerry xuất hiện, cô cùng Lorna thu dọn đồ đạc của anh ấy mang ra khỏi văn phòng. Đúng lúc này, Lorna phát hiện ra một tờ hồ sơ trong đó là danh sách các khách hàng chuyển khoản học yoga của tên huấn luyện viên bị sát hại. Một cái tên đã viết séc 25.000 đô, đây là khoản học phí cao đến bất bình thường. Tại hiện trường vụ án, khi cảnh sát đến không phát hiện hung khí, dư lượng thuốc súng trên trang phục Elliot chính là thứ khiến anh rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Để chứng minh những gì mình nói là thật, anh phải đồng ý đưa Mickey về nhà, đồng thời cũng để Mickey quan sát hiện trường. Đây chính là căn phòng nơi anh vừa vào đã thấy vợ mình và gã huấn luyện viên tử vong. Mickey có chút nghi vấn vì không thấy Elliot quan tâm đến vụ ngoại tình cho lắm. Từ đó, Elliot mới kể lại rằng trước đây anh cũng từng cắm sừng vợ và đã được cô ấy tha thứ. Chuyện ông ăn chả bà ăn cây cà gem cũng là điều khó tránh khỏi. Sau những gì thu thập được, Mickey chợt phát hiện ra ngày 6 tháng 9 xảy ra vụ xả súng của Gibbs cũng là ngày xảy ra vụ án mạng tại nhà Elliot. Không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy khi Jerry lại cùng lúc thụ lý cả hai vụ án này, Mickey suy đoán liệu Wham có phải là viên đạn ma thuật mà Jerry từng nhắc đến hay không. Anh ta bị bắt cách hiện trường vụ án mạng chỉ vài cây số, chắc chắn gã này phải biết thông tin gì đó. Anh lấy điện thoại gọi báo tin cho Sico và hẹn gặp anh ấy để bàn tiếp việc này. Nào ngờ khi xuống đến hầm xe lại phát hiện có kẻ lạ mặt nào đứng đợi sẵn. Linh tính mách bảo Mickey nhanh chóng bỏ chạy lên văn phòng chốt cửa cẩn thận, không ngờ bên ngoài có ai đó liên tục đập cửa. Mickey mở tủ lấy khẩu súng của Sico ra bắn dọa vài phát và gọi cho thanh tra Greg cầu cứu. Tiếng đập cửa dừng được một lúc rồi tiếp tục nổi lên. Hóa ra lúc này thanh tra Greg đã đến. Anh ấy nói rằng ngoài hành lang không có ai, tuy nhiên anh đã chụp được chân dung tên sát thủ từ CCTV. Một tuần trước khi bị bắn chết, Jerry đã nhận được nhiều cuộc gọi từ ai đó ở FBI, nhưng phía FBI lại không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Griggs tiếp tục điều tra về kẻ lạ mặt muốn ám sát Mickey, còn Mickey thì đến viện tâm thần gặp Wham để thẩm vấn. Vốn dĩ thân chủ của anh có khả năng bắn người trong phạm vi 730m, nếu muốn giết ai đó anh đã bắn chúng rồi. Mick tin rằng Wham phải biết gì đó về hai cái chết xảy ra tại nhà của Elliot nên Jerry mới đồng ý nhận thụ lý vụ của Wham. Thế nhưng Wham lại nói rằng Jerry chưa từng hỏi gì. Hôm đó Wham bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên mua bia đem lên đồi bắn cho giải sầu. Đột nhiên bị chiếu đèn vào người và anh ta chỉ nhớ đến đó. Nếu Wham không phải viên đạn mà Jerry nhắc đến, vậy thì mọi thứ lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cũng may Kalin thám tử của Jerry đột nhiên gọi điện hẹn gặp Mickey, hắn sẽ cho anh biết vài thông tin quan trọng. Nhưng điều kiện anh chỉ được đến một mình. Không ngờ đêm đó khi đến nơi Kalin lại gọi điện báo rằng hủy kèo do Mickey tự ý đưa cảnh sát đến. Ngày tiếp theo nhờ điều tra họ đã biết được một thông tin liên quan đến gã tên Banks từng nợ phí pháp lý của Jerry từ 2 năm trước và Jerry đã cử Kalin đi đòi nợ. Nhưng khi Kalin đến nơi thì Banks đã chết vì sốc thuốc, tuy nhiên phía cảnh sát lại không có giấy chứng tử của Banks. Nếu vậy theo lý thuyết đó Banks chắc hẳn phải còn sống. Sico gọi điện lên đến ngân hàng Banks sử dụng, dùng danh tính của Banks báo mất thẻ tín dụng và nhờ nhân viên ngân hàng cung cấp địa chỉ cuối cùng chiếc thẻ được sử dụng. Quả nhiên không ngoài dự đoán có ai đó đã mạo danh của Banks và người đó chính là Kalin. Thám tử Sico theo dõi Kalin đến một đoạn đường thì không may Kalin bị cảnh sát giao thông vịn lại. Kalin đưa thẻ ngành của Banks ra để xin được thả nhưng vì trên xe anh có giấu hai khẩu súng. Cảnh sát giao thông lập tức rút súng ra phòng thủ nhằm tránh bị Kalin tấn công. Nào ngờ lúc Kalin bước ra khỏi xe anh lại bị một chiếc xe lao tới đụng trúng. Lúc này Mickey phát hiện Kalin có thể là nhân chứng giúp điều tra về cái chết của Jerry nhưng mọi thứ đã muộn, vụ tông xe đã tước đi mạng sống của Kalin. Sau tất cả những thông tin đã thu thập được, mọi người cùng tổng hợp lại đường dây của vụ án. Vợ của Elliot chết bên cạnh Reed một chai bao dạy yoga.
Reed ngủ với cả tá khách nữ đa số là những người giàu và đã có chồng, do đó không tránh khỏi anh ta bị chồng của khách hàng đánh ghen. Hai tháng trước vụ án mạng xảy ra, Reed đã đệ đơn xin lệnh cấm đến gần đối với Anton, chồng của một trong số những nữ khách hàng học yoga, nhưng Reed lại vắng mặt phiên điều trần nên lệnh cấm đã không được ban hành. Một tuần đã trôi qua, phiên tòa xét xử Elliot chính thức bắt đầu bằng việc lựa chọn bồi thẩm đoàn để mọi thứ diễn ra một cách công tâm. Luật sư hai bên sẽ được tự do chọn bồi thẩm viên phù hợp cho việc nhận xét về các tình tiết xảy ra. Mỗi bên được quyền dùng 10 câu hỏi để các bồi thẩm viên trả lời, từ câu trả lời của họ nhận xét xem họ có tính công bằng hay không. Tuy nhiên, nhược điểm là khi loại một người thì sẽ được thay thế vào bằng một người khác, tất cả sẽ không biết được người mới thay vào như thế nào. Mục đích của Mickey là muốn gieo vào đầu họ cái nhìn xấu về lực lượng cảnh sát, từ đó thuyết phục họ tin vào những điều có lợi cho Elliot. Cuối cùng, sau nhiều phen tranh đấu, họ cũng đã chọn xong bồi thẩm đoàn. Phía bên này, Siko đi tìm Seva, vợ cũ Anton, để thông báo chồng cô từng đe dọa gã huấn luyện viên yoga trước khi hắn bị sát hại. Do đó, Anton rất có khả năng là hung thủ giết người trong vụ án lần này. Mặt khác, Rick điều tra từ số tài khoản của Jerry, phát hiện anh ta từng rút 150.000 đô trước khi mất để dùng thanh toán chi phí mua một con tàu. Nhưng khi truy hỏi khắp các bến tàu lại không thấy con tàu nào đứng tên Jerry, vậy số tiền đó anh ta rút ra để làm gì và tại sao phải nói dối? Sau khi Kalin mất, cảnh sát lục soát nơi ở và thấy điện thoại sim giác anh ta dùng, trong đó có các tin nhắn cho thấy Kalin đã giao hàng cho ai đó vào cùng ngày Jerry rút số tiền kia. Liệu rằng số tiền 150.000 đô có liên quan gì đến vụ này hay không? Điều đó khiến Mickey không thể ngừng suy nghĩ. Mickey muốn chuyển hướng nghi phạm sang Anton với lập luận rằng một ông chồng ghen tuông khác đã giết chết huấn luyện viên yoga. Thay vì mọi nghi vấn đều chỉ đổ dồn về một mình Elliot, ngoài ra Mickey còn lo lắng rằng số tiền 150.000 đô kia rất có thể được Jerry dùng để chạy án với thẩm phán. Anh yêu cầu Siko tìm hiểu xem dòng tiền có được chuyển vào tài khoản hay không. Được biết, thẩm phán thụ lý vụ án của Elliot là quan chức được bầu nên hầu hết các thông tin tài chính của ông đều công khai. Sau khi điều tra, họ biết được thẩm phán Stanton từng đứng tên thuê một nhà hàng và nó đóng cửa vào một năm trước có thể do nợ nần, nhưng chỉ hai tháng trước đây thì nhà hàng đó đã mở cửa trở lại. Có thể thấy rằng mọi khó khăn về tài chính của ông ấy đã được giải quyết một cách đột ngột. Siko và Lan Az giả làm cặp đôi đến nhà hàng đặt tiệc cưới để quan sát lấy thêm thông tin. Phía bên này, Mickey gặp một cô nàng tên Patel là bạn thân của vợ Elliot, người đã được nạn nhân liên lạc qua điện thoại vào hai ngày trước khi vụ án xảy ra. Patel cho biết từ khi bị Elliot đuổi việc, cô và vợ anh ấy cũng cắt mọi liên lạc. Hôm ấy, vợ Elliot đột nhiên gọi điện hẹn cô đi ăn trưa, nhưng không may điều đáng tiếc đã xảy ra trước khi hai người kịp gặp nhau. Kết thúc cuộc gặp với Patel, anh chàng luật sư nhận lời giúp người vợ cũ trao đổi với một nhân chứng nữ liên quan đến một vụ kiện mà vợ cũ anh đang theo dõi. Vợ anh bằng cách hù dọa nhân chứng nên khiến mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, bằng sự ân cần và đặt quyền lợi của đối phương lên hàng đầu, Mickey đã thành công lấy được thông tin từ cô gái ấy. Vốn dĩ cô đang làm ở viện dưỡng lão ngon lành thì được người đàn ông tên Soto để ý đến. Tuy không yêu anh ta nhưng vì được cho căn hộ và tiền nên cô đã mềm lòng đứng tên một số tài khoản cũng như tài sản của anh ấy. Cho đến khi Soto bị cáo buộc tội buôn người và dùng lao động khổ sai, cô cũng bị liệt vào tội đồng phạm. Hiện tại cô đang có thai với Soto. Theo như lời vợ Mickey dọa thì việc sinh con trong tù sẽ có nhiều bất lợi. Vậy nên Mickey đã tìm đến hướng giải quyết khác. Anh đề nghị với vợ về việc chuyển chỗ ở cho cô gái đến khi mãn hạn tòa. Vợ cũ của Mickey là một công tố viên của tổ trọng án. Với thâm niên 9 năm, cô khẳng định được một vị trí đứng nhất định trong ngành. Mặc dù hai người đã ly hôn nhưng mối quan hệ giữa anh và cô vẫn tốt. Hayley, con gái duy nhất của cả hai, hiện đang ở với mẹ. Và cô bé thì lúc nào cũng nung nấu ý định để bố mẹ quay về với nhau. Hôm đó do Maxie bận nên Mickey đã giúp cô đưa con gái đi dạo. Hayley mang tâm trạng rối bời kể từ khi bố tiếp nhận biện hộ cho vụ án giết người liên quan đến Elliot. Cô cho rằng một người làm việc cho pháp luật không nên biện hộ giúp những kẻ xấu và phạm tội. Mickey đưa Hayley đến một công viên và chỉ cho cô thấy đâu là tòa thị chính, bên cạnh là tòa tư pháp nơi mẹ cô làm việc, tòa FBI, sở cảnh sát Long An, tất cả đều là nơi dành cho công lý. Sau đó anh chỉ về phía người bán hàng rong phía trước. Việc ngân hàng ta kinh doanh không có giấy phép không phải tội ác nhưng vẫn sẽ bị cảnh sát đến tra hỏi. Họ là những người yếu thế và cần được bảo vệ. Đến đây, Hayley chợt nhắc đến vấn đề của Elliot. Nếu là cô khi phải đối mặt với việc đi tù, cô sẽ cố kéo dài thời gian trì hoãn càng lâu càng tốt thay vì hối thúc việc ra tòa như Elliot. Câu nói này khiến Mickey thoát khỏi bế tắc. Anh chạy vội đến gặp Elliot và hỏi có phải hắn đã gài ai đó vào bồi thẩm đoàn nên không cần cố vấn bồi thẩm hay không. Qua đó, Mickey đoán bồi thẩm viên số 7 chính là người mà Elliot cài cắm vào. Vậy thì số tiền 150.000 đô mà Jerry sử dụng là dùng để giúp Elliot chạy án mua chuộc bồi thẩm đoàn. Một người trong sạch sẽ không dùng tiền để chạy án, do đó Mickey đề nghị rút khỏi vụ này. Ngay lúc đó, Elliot đã nói cho Mickey biết rằng việc rút ra là không thể, bởi đằng sau vụ này là cả một thế lực ngầm vô cùng tàn ác. Liệu rằng từ đâu mà Elliot sở hữu được công ty triệu đô như bây giờ, bởi anh có người chống lưng là một nhà tỷ phú.
Ông ta đồng ý đầu tư vào công ty của Elliot nhưng đồng thời cũng đưa vào một thỏa thuận ngầm. Tuy nhiên sau khi công ty ăn nên làm ra, anh và vợ không có thỏa thuận tiền hôn nhân. Nếu ly dị cô ấy sẽ lấy một nửa số tiền tài sản, anh chỉ là bù nhìn với các công nghệ làm game 3D. Còn tiền và tài sản đều là của vị tỷ phú ấy. Vậy nên sáng hôm đó anh trở về sớm cố đưa cô ấy ra nhà nhưng đã muộn. Đó là lý do Mickey bị theo dõi, thậm chí bị cài chip nghe lén. Hiện tại chỉ cần thực hiện chót lọt việc mua bán công ty. Nếu Elliot bị kết án, kế hoạch sẽ thất bại và anh sẽ bị giết chết vì hết giá trị sử dụng, thậm chí còn bịt hết đầu mối bao gồm cả Mickey và gia đình. Xem ra vụ án này thật sự không đơn giản. Bố Mickey từng nói với anh rằng nhận biện hộ cho người có tội thì khi thua dù sao anh ta cũng bị kết tội. Nhưng nếu nhận biện hộ giúp người vô tội mà không thể thắng kiện, cảm giác áy náy dây dứt sẽ mãi đeo bám trong lòng. Đêm đó, Mickey muốn thám tử giúp điều tra về lai lịch thật sự của bồi thẩm viên số 7. Đây vốn là điều cấm kỵ, nếu không may có ai phát hiện Mickey sẽ bị khai trừ khỏi ngành. Vốn dĩ Jerry không thể hối lộ bồi thẩm đoàn để giúp cho Elliot, nên anh đành cài cắm người vào giả làm bồi thẩm viên. Điều này liên quan đến việc hoãn phiên tòa và đó là lý do Jerry bị xử bịt đầu mối. Mọi mấu chốt đều dính đến ông tỷ phú dầu mỏ người Nga. Đến phiên tòa xét xử vụ án cáo buộc Elliot sát hại vợ và nhân tình, Mickey chứng minh với bồi thẩm đoàn thân chủ của anh không có súng nên không thể là hung thủ. Cảnh sát đã bỏ qua nhiều chi tiết khiến vụ này còn nhiều ẩn khuất. Thẩm vấn một sĩ quan được gọi đến hiện trường. Anh ta nói Elliot không biểu hiện cảm xúc gì, bình thản bước qua xác tình nhân và chỉ vào tay người vợ nói cô ấy chết rồi, thậm chí còn khẳng định đến 3 lần câu tôi vô tội. Tuy nhiên đến phiên thẩm vấn của Mickey, anh cảnh sát gần bị quay như trong chóng vì một loạt những câu hỏi xoáy đáp xoay, khi thì anh chàng cảnh sát suy đoán Elliot không có cảm xúc, khi thì không bắt đối tượng nhưng lại có băng ghi hình Elliot bị còng tay và chĩa súng vào người, trường hợp bị đe dọa như vậy có ai không nói mình vô tội hay không? Mọi câu trả lời của chàng cảnh sát trẻ tuổi chỉ nằm gói gọn trong những từ theo kinh nghiệm và suy đoán, trong khi kinh nghiệm làm việc của anh ta chỉ mới được 7 tháng. Vì nhân chứng không thuyết phục nên một thanh tra với nhiều năm kinh nghiệm được gọi đến để cho lời khai. Dựa vào những gì đã khai, anh ta nghi ngờ Elliot nói dối. Vì thông tin thời gian và lời khai không trùng khớp, ban đầu Elliot nói khi phát hiện ra xác chết, anh đã gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng sau đó anh lại nói đợi 5 phút rồi mới gọi điện báo. Mickey nhân cơ hội còn ít thời gian xin thẩm phán hỏi thêm 2 câu, mục đích nhằm chuyển hướng nghi vấn sang Anton. Rõ ràng phía cảnh sát đã bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng. Ngoài Elliot ra thì Anton cũng có động cơ giết người, vì sao không thẩm vấn những người có liên quan khác ngoại trừ Elliot? Theo đó, Mickey được giữ quyền bảo lưu gọi lại nhân chứng, phiên tòa đến đây được hoãn lại. Lúc này Sico theo dõi bồi thẩm viên số 7, anh leo vào thùng rác trước nhà bồi thẩm viên số 7 thì không may bị phát hiện. Vì bất lực anh đành viện cớ bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên phải đi bới rác, thấy lý do cũng thuyết phục nên đối tượng đã không gọi báo cảnh sát và sớm để anh đi. Chuyến hành trình của Sico mang về được thông tin danh tính thật của bồi thẩm viên số 7, hắn là một người từng có tiền án. Điều này càng làm Mickey chắc chắn về hai vụ án mạng giữa Jerry và đôi cẩu nam nữ tại nhà Elliot là có liên quan với nhau. Theo điều tra được, gã tỷ phú người Nga bề nổi thì hắn giàu có là nhờ một trong những chủ ngân hàng tư nhân đầu tiên của Nga. Còn bề chìm thì hắn nhúng tay vào mọi thứ như Putin, Tổng cục Tình báo Nga, tổ chức tội phạm Liên Xô cũ các thứ. Thậm chí đã có vài vụ thủ tiêu người khác, con trai hắn là bạn cùng phòng đại học với Elliot. Vậy quả nhiên Elliot không hề nói dối. Hôm sau, thẩm phán mời Mickey làm rõ vụ việc một kẻ nào đó đã dùng thư nặc danh nhằm tố cáo bồi thẩm viên số 7 là kẻ giả mạo. Trùng hợp là sáng nay bồi thẩm viên số 7 cũng không đến. Thẩm phán cho rằng vụ này có liên quan đến Jerry và Mickey bày tỏ sự xúc phạm nếu như anh bị nghi ngờ là người dàn dựng lên tất cả. Sau khi bàn bạc xong, thẩm phán định tuyên bố hủy phiên tòa, nhưng Mickey cố thuyết phục có thể thay thế một bồi thẩm viên khác nếu càng kéo dài thân chủ của anh càng bất lợi. Sau khi hội ý với bên công tố viên, anh ta không phản đối gì về việc này nên thẩm phán đồng ý tiếp tục tổ chức phiên tòa. Lần này bên công tố viên mời Pavel, một lập trình viên và đồng thời cũng là bạn thân của nạn nhân vợ của Elliot. Những gì Pavel chia sẻ đều gây bất lợi cho Elliot. Trước đây cô từng nghe Lara tâm sự rất nhiều về việc hai vợ chồng. Lara cảm thấy như bị Elliot cướp hết cả cuộc đời. Lara là lập trình viên giỏi nhất mà cô từng biết nhưng lại bị Elliot chi phối. Anh bắt cô nghỉ việc bên Chao Game để về cùng anh ấy thành lập công ty. Mặc dù công ty rất thành công nhưng nó lại là tài sản của riêng anh ấy. Sau nhiều năm bỗng dưng Lara lại gọi điện cho cô và chỉ biết rằng Lara cần nói chuyện trực tiếp. Cô nghi ngờ Elliot vì sợ Lara sẽ tiết lộ bí mật nên mới thủ tiêu vợ nhằm bịt đầu mối. Đến lượt Mickey đặt câu hỏi với Pavel. Bằng chứng từ những đoạn email mà Elliot nhận được cho thấy cô đã nhiều lần gửi thư cho Elliot, nhưng tất cả đều không được anh ấy hồi âm. Thậm chí vào trước ngày Lara bị sát hại, cô cũng đã gửi mail hẹn Elliot đến cùng buổi hẹn. Điều đó khiến Mickey có cơ sở nghĩ cô vì vụ lợi không được nên muốn chống lại Elliot. Một nhân chứng khác là người kiểm nghiệm dư lượng thuốc súng tại hiện trường. Anh ta khẳng định trên tay và quần áo Elliot có một lượng lớn dư lượng thuốc súng. Theo như thống kê mà Mickey thu thập được,
Nhân chứng này từng bị phản bác vì báo cáo sai về dư lượng thuốc súng tại một vụ án, điều đó cho thấy rằng năng lực nhân chứng không đủ đảm bảo. Để khắc phục điều đó, vào những vụ án sau, những bản báo cáo của anh đều được cấp trên can thiệp, bên dưới tài liệu đều có chữ ký nháy của nữ tiến sĩ. Mickey phát hiện ra bên dưới tài liệu mà bên bị đưa cho anh không có chữ ký nháy của nữ tiến sĩ, do đó rất có thể bằng chứng này không được thuyết phục. Nhưng gã công tố viên nói có thể đây là lỗi in ấn vì bên công tố viên không được trợ cấp tài nguyên như phía luật sư. Là người đại diện của tòa nên thẩm phán không muốn vụ này làm mất mặt, ông bác bỏ luận điểm của Mickey và cho hoãn lại vào phiên xét xử tiếp theo. Hiện tại điều bất lợi đối với thân chủ của Elliot chính là dư lượng thuốc súng trên cơ thể, đã vậy anh ta còn liên tục tạo áp lực để thúc đẩy quá trình biện hộ của Mickey. Đứng trước những lời chê bai chỉ trích so sánh giữa Jerry và mình, Mickey vẫn cố giữ bình tĩnh để tập trung vào quá trình điều tra. Tối đó anh dành cả buổi ngồi xem lại toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án, từ những điều tra ban đầu cho đến những chứng cứ anh thu thập được sau khi Jerry qua đời. Cuối cùng sau một đêm vắt óc suy nghĩ, anh cũng đã giải mã được ý nghĩa của viên đạn ma thuật mà Jerry nhắc đến. Mickey cho mời một chuyên gia săn tin bán cho báo chí đến tòa làm nhân chứng, và anh ta chính là người đã quay lại cả hai vụ án liên quan đến Elliot và vụ bắn súng xả stress của Wham. Mặc dù đây là một phát hiện mới nhưng thẩm phán vẫn đồng ý để Mickey đưa người đàn ông đó lên tòa làm nhân chứng. Theo như lời kể thì tại hiện trường hai vụ này cách nhau đến 12 tiếng, phía công tố viên không tìm thấy được mối liên kết nào giữa vụ của Elliot và Wham. Tuy nhiên ngay sau đó Sicko lại đưa đến một nhân chứng mới, đó là một thợ bảo trì xe cho lực lượng cảnh sát khu vực. Và anh chính là người sửa chiếc xe cảnh sát bị Wham bắn bể hộp đèn vào đêm hôm trước khi vụ án xảy ra. Vì phía cảnh sát cần dùng xe gấp nên anh ta đã không lau dọn hay đụng chạm gì vào phần nội thất trong xe. Tiếp đến Mickey cho mời nữ tiến sĩ người đã ký nháy vào biên bản xác nhận dư lượng thuốc súng tìm thấy trên người Elliot. Cô ta cho rằng đó là một dư lượng rất lớn. Không phải chỉ bắn một hai phát mà có thể đo được số lượng lớn như vậy. Trong khi đó chiếc xe đã luân chuyển Wham cũng chính là chiếc xe chở Elliot vào sáng hôm sau. Mickey đặt câu hỏi nếu ai đó bắn 90 phát đạn thì điều gì sẽ xảy ra. Nữ tiến sĩ đáp lại rằng nếu với số phát đạn là 90 thì lượng thuốc súng sẽ nhiều vô kể. Tối hôm đó lúc Wham bị bắt và vào sáng hôm sau khi Elliot được đưa đi đều cùng một chiếc xe, mặt khác chiếc xe lại không hề được lau rửa vệ sinh. Điều đó cho thấy dư lượng thuốc súng trên người Wham đã bám lên xe và đây có được xem là khả năng hợp lý duy nhất giải thích cho lượng thuốc súng tìm thấy trên người Elliot. Đến lượt thanh tra phụ trách vụ án trở lại phiên tòa, ông cho biết lý do không lấy lời khai của Anton là vì đã điều tra cho thấy Anton có chứng cứ ngoại phạm. Khi xảy ra án mạng, Anton có lịch trình công tác ở một thành phố khác, do đó Mickey cho gọi Anton lên thẩm vấn. Anh ấy vốn là người điều hành một công ty an ninh và tình báo tư nhân. Theo lai lịch, anh từng làm việc cho cơ quan tình báo ám sát ở Iraq. Anh ta thừa nhận đã cho nhân viên theo dõi vợ cũ và phát hiện ra cô ấy ngoại tình. Thế nên anh mới tìm đến yêu cầu gã huấn luyện viên yoga tránh xa vợ mình ra. Thế nhưng theo đoạn băng ghi hình cho thấy anh đã dùng lời lẽ và thái độ đe dọa đối với nạn nhân. Dù có bằng chứng ngoại phạm nhưng không thể bỏ qua trường hợp ai ra lệnh cho nhân viên ám sát tình địch, bởi theo lời khai của anh thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều được cấp quyền sử dụng súng. Cuối cùng theo quá trình biện hộ, Elliot được quyền tự biện hộ cho chính mình. Anh thề trước vành móng ngựa toàn bộ những gì anh nói sau đây đều đúng sự thật. Công ty game của anh vốn rất thành công và được nhiều người yêu thích. Các thiết kế nhân vật game trong đó đều là để vinh danh người vợ của anh. Lara chính là người đã truyền cảm hứng để anh thực hiện thành công dự án này. Elliot kể lại quá trình hai người gặp nhau, đồng thời nói lý do anh biết vợ ngoại tình nhưng vẫn giữ im lặng. Tất cả là lỗi do anh chỉ chăm lo cho công việc mà không quan tâm nhiều đến cô ấy và bản thân anh cũng từng ngoại tình. Hôm ấy anh vốn trở về nhà để cứu vãn hôn nhân và anh khẳng định mình không phải hung thủ giết hai người họ. Đến lượt công tố viên đặt ra câu hỏi, Elliot vốn không có kinh nghiệm về súng ống. Nhưng anh lại biết rõ vũ khí của nhân vật trong game sử dụng loại súng gì và nòng bao nhiêu, nếu không am hiểu về nó sao anh có thể thiết kế được khẩu súng ấy. Trong khi công ty cũng không có bất kỳ ghi chép hay giao dịch gì về việc sở hữu khẩu súng này, cùng loại với khẩu súng đã dùng để sát hại vợ anh và thầy dạy yoga. Cuối phiên xét xử, hai bên công tố viên và luật sư được quyền đưa ra lời kết. Công tố viên cố thuyết phục mọi người tin rằng hung thủ thực sự chính là Elliot. Anh ta đến hiện trường khi camera an ninh bị tắt, dư lượng thuốc súng trên người và đổ lỗi cho xe cảnh sát vào một trận nổ súng vào đêm hôm trước. Anh ta đã nhốt vợ mình vào chiếc lồng như nhân vật trong game và không muốn cô ấy bị kẻ khác sở hữu. Đó chính là lý do duy nhất khiến anh ra tay sát hại cô ấy cùng gã nhân tình. Lượt phản biện của Mickey lại nhẹ nhàng hơn, anh thuyết phục mọi người tin vào lý thuyết thời gian. Từ lúc Elliot về đến ngôi nhà và gọi điện báo cảnh sát cho đến khi người quay video xuất hiện chỉ mất có 7 phút, được biết cự ly bắn gần thì cơ thể và quần áo hung thủ phải dính máu. Trong khi đó chỉ 7 phút làm sao Elliot có đủ thời gian thay trang phục và thủ tiêu hung khí trước khi cảnh sát đến. Trong khi đó cảnh sát cũng không hề tìm được bất kỳ khẩu súng nào và quần áo dính máu gần hiện trường, chỉ bao nhiêu chứng cứ cũng đủ chứng minh Elliot không phải kẻ giết người. Hung thủ đã làm điều đó và rời khỏi hiện trường cùng hung khí, nhiệm vụ của chúng ta là phải điều tra ra hung thủ thật sự là ai.
và người còn động cơ để giết chết họ chỉ có thể là Anton, một anh chồng ghen tuông có tiền sử bạo lực thời gian dài. Trong thời gian chờ đợi phán quyết, Sico thông báo cho Mickey rằng hồ sơ nhà đầu tư bên công ty Elliot đều sạch, không có dấu hiệu gì liên quan đến mafia Nga. Ngoài ra anh đã liên lạc với con trai ông tỷ phú người Nga, vừa nghe đến tên Elliot là cậu ta lập tức cúp máy. Theo hồ sơ đại học thì Elliot còn ở cùng phòng với người thứ ba. Hiện người đó đang là chủ của Trao Game, công ty cũ Lara làm việc và cũng là giám đốc hiện tại của Pavel. Hắn nói giữa Elliot và con ông tỷ phú rất ghét nhau. Không đời nào ông ấy rót tiền đầu tư cho Elliot. Nếu vậy Sico đặt ra câu hỏi kẻ đã theo dõi Mickey trong thời gian qua là ai, thế nhưng Mickey cho rằng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cuối cùng bồi thẩm đoàn cũng đã hội ý xong, thẩm phán đưa ra phán quyết kết luận bị cáo Elliot không có tội, gia đình nạn nhân vô cùng đau lòng và thất vọng vì phán quyết này. Vụ án lớn được khép lại với chiến thắng vẻ vang, thế nhưng Mickey không mấy quan tâm đến lợi ích hay danh tiếng mà chạy ngay đến viện tâm thần để giúp đỡ Wham. Bởi anh biết người đàn ông này đã bị Jerry bỏ rơi vì muốn giấu đi chứng cứ, Mickey chỉ cho Wham cách để kiện Jerry nhằm bồi thường tổn thất bị giam cầm trong viện tâm thần 6 tháng vừa qua. Đến đây Wham buộc miệng nói, vậy là Jerry đã làm hết việc xấu còn Mickey thì ngồi đó hưởng mọi vinh quang. Trong khi Mickey giành thắng lợi từ vụ kiện, Margie lại gặp phải khó khăn trong quá trình buộc tội Soto, đến nước cô phải dùng cách nguy hiểm nhất mà Mickey từng phản đối. Đó chính là dùng Tania, nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ án. Cô sẽ đeo máy nghe lén và tiếp cận Soto nhằm dụ hắn nhận tội. Tania đồng ý làm theo lời Margie vì nghĩ rằng đây là con đường duy nhất để giúp cô thoát khỏi hắn. Tania đeo theo chiếc micro ghi âm trong người rồi đến gặp Soto như đã hẹn. Margie cùng thanh tra Lanford đậu xe bên ngoài theo dõi cặn kẽ từng lời nói giữa hai người họ. Lời qua tiếng lại một lúc Soto nhận ra hắn phải giết những người kia để bảo vệ cô và đứa con trong bụng. Đến đây hắn chợt sực nhớ ra rằng không hiểu vì sao những bí mật của hắn đều bị cảnh sát tìm thấy và rồi hắn cho rằng chính cô là kẻ đã phản bội. Soto miệng nói tay xé toạc chiếc áo trên người Tania và phát hiện cô đang đeo chiếc máy nghe lén. Hắn nổi điên lên lao vào bóp cổ nhân tình. Với sức lực yếu ớt của Tania cô thật sự không thể chống đỡ được, tưởng chừng như một xác hai mạng tại đây thì bất ngờ cảnh sát đến. Thật may là Margie và Lanford đã kịp thời ứng cứu giúp mẹ con Tania thoát khỏi vòng tay tử thần, còn Sato cũng lập tức bị lực lượng chức năng gông cổ. Lúc này Mickey chợt nhận ra được có điều gì đó sai về vụ án vừa xét xử. Anh đến gặp Elliot và cho rằng công nghệ game này thực chất là do một tay Lara vợ quá cố của hắn làm nên. Nhưng bây giờ cô ấy không còn trên đời này nữa, người được hưởng lợi chẳng có ông tỷ phú người Nga nào cả mà chính là hắn ta. Lara vốn là lập trình viên giỏi của công ty Chao Game, tại sao cô ấy phải cuốn gói theo hắn? Thiên tài là Lara chứ không phải Elliot, suốt 10 năm qua vì một chữ yêu mù quáng mà cô ấy phải nhìn hắn nhận hết công trạng. Lý do mà cô ấy hẹn gặp Pavel mục đích có thể là ý muốn quay lại công ty Chao Game và lấy lại những gì đáng ra là của cô ấy. Tại phiên tòa khi nhắc đến Lara hắn không ngừng vuốt đùi, hành động này chứng tỏ hắn đang nói dối. Lúc cảnh sát đến hắn không kiểm tra email mà là điều khiển chiếc drone. Một phương tiện bay không người lái nhằm điều khiển khẩu súng cùng bộ trang phục dính máu bay ra biển đến khi nó chìm xuống và không ai tìm thấy nữa. Tuy nhiên Elliot phủ nhận mọi thứ Mickey vừa đề cập đến, điều đó cũng là lẽ thường vì làm gì có tên trộm nào thừa nhận mình là kẻ trộm. Hắn còn chơ chẽn khen anh là một luật sư giỏi và thậm chí giỏi hơn cả Jerry, nếu anh muốn bao nhiêu tiền hắn sẵn sàng đáp ứng. Mickey lúc này thật sự bất mãn, anh không ngờ mình lại sai lầm biện hộ đổi trắng thay đen cho một gã tồi như Elliot. Hắn bịa ra chuyện tay tỷ phú người Nga nhằm đánh lạc hướng và khiến Mickey tin rằng hắn ta vô tội, chắc chắn Mickey sẽ không để vụ này chìm xuống. Đêm đó Mickey lái xe về nhà thì nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, họ báo rằng Izzy đã dùng thuốc kích thích và hiện đang bị bắt giữ. Hiện thân nhân của cô ấy chỉ có mỗi anh, Mickey không ngại ngần gì lập tức đánh xe đến chỗ Izzy đang bị cảnh sát giữ chân. Nhưng khi rời khỏi xe xung quanh lại vắng không một bóng người, bất chợt sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính, Mickey đã bị người đàn ông lạ mặt nào đó tấn công. Mickey vật lộn với gã sát thủ, không ngờ hắn lại là kẻ đã giả mạo bồi thẩm viên số 7. May mắn thay Griggs cùng đội cảnh sát tuần tra lại xuất hiện kịp thời. Trong tình thế hoảng loạn gã sát nhân bất cẩn trượt chân ngã xuống đồi. Mickey lấy lại bình tĩnh rồi gọi điện cho Izzy, hóa ra hiện giờ cô ấy vẫn ổn. Về phía Griggs thì ra bao lâu nay anh ta vẫn nghi ngờ Mickey có động cơ sát hại Jerry nên đã cài cắm người theo dõi Mickey 24/24. Cũng nhờ vậy mà hôm nay Mickey mới thoát khỏi tay gã sát nhân kia. Tuy nhiên hung thủ không còn sống nên chẳng thể điều tra thêm bất cứ điều gì. Sáng hôm sau Mickey lập tức chạy đến gặp Elliot chất vấn. Bởi đến giờ anh đã nhận ra rằng nguyên nhân Jerry bị sát hại là do khám phá ra bí mật của Elliot và nay hắn cũng muốn ám sát anh nhằm bịt đầu mối như cách hắn đã làm đối với Jerry. Tuy nhiên do không có bằng chứng nên Elliot vẫn chối đến cùng, nhưng sau tất cả hắn vẫn phải trả giá cho việc mà hắn đã làm. Vợ của gã huấn luyện viên yoga trực tiếp tìm đến xả súng về phía Elliot. Đúng thật là lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, dù hắn có nhiều mưu kế xảo quyệt hay dùng tiền để bịt miệng thiên hạ,
nhưng cuối cùng hắn cũng không thể tránh khỏi quả báo. Từ nay Mickey đã có thể yên tâm ngủ ngon giấc, có điều tội cho vợ của gã huấn luyện viên yoga phải chịu cảnh tù đầy vì một người chồng không ra gì. Hiện tại trong số những vụ án lớn nhất của Jerry đã được giải quyết, Mickey phải xử lý cho xong những vụ còn dang dở mà anh đã tiếp nhận trước khi gặp tai nạn, đó là về một tội phạm giết người tên Menendez. Anh ấy bị buộc tội giết chết Martha, nhân chứng duy nhất có liên quan đến vụ án hiện nay chỉ có mỗi cô nàng tên Glory. Bao lâu nay Sicko mải truy tìm tung tích của cô ấy và nay đã có kết quả. Glory chủ động liên lạc lại với Lorna và đồng ý đến tòa làm chứng cho lời khai. Một tháng trước đó cô từng bị ám sát không thành bởi một kẻ thừa nhận chính hắn là người đã giết chết Martha. Thế nên hôm nay vì an toàn của bản thân và cũng vì công lý, cô xác nhận rằng người giết Martha không phải là Menendez. Tên sát nhân có ý định thủ tiêu cô bằng một con dao gấp. Lúc đó cô nhớ rõ trên tay trái của hắn có một hình xăm ký tự bằng chữ Kanji. Ban đầu cô định ra làm chứng nhưng vì bị một cảnh sát tệ nạn tên Linda đe dọa, nếu không rời khỏi hạt cô sẽ phải chịu cáo buộc oan tội sử dụng ma túy. Bởi trước kia cô từng có tiền án nhiều lần bị bắt đi cai nghiện, nên nếu lần này bị bắt nữa cô sẽ có nguy cơ bị bắt giam 3 năm tù. Để giải mã rõ điều này, tòa cho gọi cô nàng cảnh sát Linda lên cho lời khai. Từ đó Linda xác nhận Glory từng là một kẻ nghiện ngập. Nhưng cô không hề đến khách sạn đe dọa hay đuổi Glory rời khỏi hạt như lời cô ấy nói. Tuy nhiên đoạn băng ghi hình mà Mickey đưa ra sau đây sẽ là bằng chứng chống lại lời khai của Linda. Đoạn băng cho thấy Linda xuất hiện trong thang máy khách sạn vào cùng thời điểm. Đến lúc này thẩm phán hội ý với mọi người rằng ông từng xử một vụ án oan khiến nạn nhân ngồi tù hơn 10 năm trời. Và lần này ông không muốn điều đó lặp lại. Ông thông báo cho nữ cảnh sát biết nếu cô còn nói dối chắc chắn cô sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Đến đây Linda đành thú nhận sở dĩ cô nói dối là vì có thỏa thuận với một thanh tra. Người đó hứa nếu cô giúp cho lời khai giả cô sẽ được rời khỏi đội tệ nạn và trở về sở điều tra. Và người đó không ai khác chính là thanh tra Langford. Vốn dĩ Langford chính là thanh tra đang giúp Maggie trong vụ án bắt tên trùm buôn lậu người lao động. Nhưng nay Mickey bắt Langford chẳng khác nào chặt đi cánh tay phải của Maggie. Hai người bắt đầu xung đột quyền lợi không ai chịu nhường ai, cuối cùng lại đường ai nấy đi. Hayley khá thất vọng vì lần hành xử này của bố mẹ. Những khúc mắc ấy liệu có đáng để gia đình trở nên như thế này không? Mickey nói rằng những gì anh làm sai anh phải sửa lại cho đúng. Do Langford đã bị bắt nên mọi chứng cứ điều tra của ông ấy cũng không còn giá trị. Sở cảnh sát quyết định trả lại tự do cho Soto. Vì việc này mà Maggie tranh cãi với cấp trên một trận, cuối cùng cô không thể giải quyết được gì mà còn bị thuyên chuyển đến một trụ sở khác. Đứng trước lời đe dọa đó, Maggie đồng ý hủy bỏ mọi cáo buộc với Soto. Giữa phiên tòa, khoảnh khắc được trả lại sự tự do khiến tên trùm buôn lậu người trở nên đắc ý. Đùng một phát, đội của công tố viên liên bang bước vào tòa với lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Soto vì tội buôn người có tổ chức. Hóa ra Maggie vì muốn Soto phải chịu tội trước pháp luật, cô đã không ngần ngại dùng đến mối quan hệ giữa cô và công tố viên liên bang. Hôm ấy Mickey quay lại gặp thẩm phán Holler sau những thành tựu anh đã đạt được từ khi tiếp nhận văn phòng của Jerry. Bà ta khá hài lòng và đồng ý hủy bỏ lệnh giám sát đối với Mickey thay vì vui vẻ nhận lấy kết quả như mong muốn. Mickey lại đề cập đến việc đòi lại công bằng cho Jerry. Việc mua chuộc bồi thẩm đoàn chắc chắn không dễ, thế nên phải là ai đó đủ quyền hành để lấy giấy triệu tập bồi thẩm trước khi nó được gửi đi. Rõ ràng đằng sau vụ hối lộ này bà là người đã tiếp tay để Elliot có lợi thế. Vốn dĩ Mickey chính là người gửi lá thư tố cáo nặc danh cho thẩm phán Stanton chỉ điểm bồi thẩm viên số 7 là kẻ giả mạo. Hôm trước anh gửi thì hôm sau hắn ta biến mất. Stanton nói rằng ông ấy có bàn vụ này với một vài đồng nghiệp và chính bà đã chỉ đạo cho kẻ giả mạo kia bỏ trốn. Khi vụ án này kết thúc, bà đã thuê sát thủ để giết chết Mickey nhằm bịt đầu mối. Bà có cách hoàn hảo để dụ anh đến vì bà đã thuê thám tử ngoài luồng theo dõi anh bao lâu nay. Nghe đến đây, bà ta lập tức đe dọa rằng sự nghiệp của anh vẫn còn trong tay bà ấy. Nếu anh còn lan truyền câu chuyện hoang đường này, bà sẵn sàng cho mọi thứ kết thúc. Mickey vẫn dửng dưng đưa ra một bằng chứng cho thấy trước đây gã bồi thẩm viên số 7 từng là thân chủ của chồng bà. Dựa vào mối quan hệ dê mơ dễ má này thì vợ chồng bà hãy chuẩn bị hầu tòa đi là vừa. Khép lại mùa 1 của bộ phim, Hayley, con gái của Mickey, đã truyền cho cô nàng thư ký Lorna một nguồn động lực lớn để trở thành một luật sư. Vợ cũ của Mickey chấp nhận vì vụ án của Soto và chuyển đến một trụ sở khác làm việc. Còn về nam chính Mickey, anh sẽ phải đối mặt với việc tìm ra được tung tích của kẻ sát nhân mang hình xăm dòng ký tự Kanji trên cánh tay trái. Lần này anh nhận được lời mời biện hộ cho một thân chủ bị bắt vì tội lẻn vào nhà dân. Hiện tại anh ta đang bị bắt tạm giam và chờ được tư vấn từ phía luật sư. Do Lorna bận rộn với việc học lấy bằng luật sư nên Mickey đành phải tự thân vận động đến nhà giam để trao đổi với thân chủ. Hắn ta làm trong ngành tài chính nên có vẻ khá dư giả, đồng ý trả cho Mickey một khoản tiền lớn chỉ mong sớm lấy lại được tự do. Cùng lúc đó anh có sự tranh cãi với thanh tra Griggs về việc xác định hung thủ cho vụ án sát hại Martha. Ông cho rằng gã có hình xăm không tồn tại. Trong thời gian chờ Sicko tìm được hung thủ thật sự thì Griggs đề nghị Mickey đưa Menendez đến sở cảnh sát cho lời khai. Dĩ nhiên Mickey không muốn làm bất cứ điều gì có khả năng gây tổn hại đến thân chủ của mình.
nhưng do đây là cách duy nhất để lấy thêm thông tin về vụ án nên anh đành chấp nhận. Mặc dù sự nghiệp đang trên đà thành công là thế nhưng chàng luật sư vẫn không thể giải quyết được việc tình cảm của mình. Người vợ cũ Maggie khá là cay cú với anh vì vụ án lần trước mà cô bị giáng chức, mỗi lần gặp nhau nói tiếng trước tiếng sau là lại cãi cọ. Thế rồi định mệnh hôm đó đã cho anh gặp được cô nàng Lisa, một đầu bếp xinh đẹp và cũng là bà chủ nhà hàng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Mickey rơi vào bẫy tình một đêm và từ đó gặp phải không ít rắc rối với cô gái này. Biết được Mickey là luật sư, ngày hôm sau cô đến tìm anh để nói rằng hiện cô đang bị quấy rối bởi một kẻ nào đó. Hắn bỏ lệnh cấm tạm thời của Bondurant vào nhà cô vào lúc nửa đêm khiến cô cảm thấy bất an. Mickey lập tức nổi máu anh hùng hứa rằng nếu có chuyện gì anh sẽ giúp cô xử lý. Lisa bày tỏ với Mickey rằng theo lệnh cấm cô cần phải tránh xa Bondurant hay công ty ông ta trong phạm vi 91m, nhưng công trường ông ta ở ngay cạnh nhà hàng và nhà cô. Nếu ông ta đến gần cô là việc của ông ta, và cô được ở nhà cũng như nơi làm việc của mình mà không cần phải trốn đi nơi khác. Ngày hôm đó anh có mặt cùng Menendez trong buổi chất vấn, thân chủ anh khai rằng bản thân có ngủ cùng nạn nhân nhưng không giết cô ấy. Theo điều tra, Martha bị đâm hơn 50 nhát bởi hung khí là một con dao có lưỡi dài không quá 13cm. Menendez nói mình không sở hữu con dao nào nhưng một nhân chứng là bạn cùng phòng của anh từng khai rằng anh có sở hữu một con dao gấp để phòng thủ, thậm chí nhân chứng còn thấy anh ném con dao xuống sông Long An sau khi giết người. Mickey không chấp nhận với lời cáo buộc này nên tức giận đưa Menendez về, mọi thứ đến giờ cũng chỉ là lời khai phiến diện. Về phía phiên tòa xét xử Lawson, thân chủ bị người dân kiện do đột nhập vào nhà trái phép và có hành vi trộm cắp, Mickey đưa ra tấm ảnh chụp giữa nhà của Lawson và ngôi nhà bị xâm phạm. Theo quan sát bên ngoài thì cả hai khá giống nhau, nếu như đây là một vụ trộm thì cần phải có đồ vật bị mất cắp, chưa kể đến trường hợp thân chủ của anh say rượu và nghĩ đó là nhà mình. Do chìa khóa không mở được nên mới phá cửa sổ leo vào trong, phe công tố viên không chấp nhận suy luận này và đề xuất mức phạt 6 tháng tù giam. Mickey lấy ra bằng chứng giám định việc thân chủ anh bị bỏ thuốc vào rượu, nếu vậy từ việc đang là nghi phạm Lawson sẽ chuyển sang thành nạn nhân. Mickey đề nghị công tố viên chấp nhận yêu cầu trả lại tự do cho thân chủ anh, mọi chi phí sửa chữa cửa sổ sẽ được thân chủ đền bù. Nếu không anh sẽ nhờ báo chí can thiệp việc một công tố viên vì muốn thắng mà bỏ qua việc nạn nhân bị bỏ thuốc. Vậy là vụ án đã được khép lại chỉ trong một nốt nhạc. Lawson được trả lại tự do và lập tức chuyển cho Mickey $5,000 tiền án phí. Tưởng chừng như gặp được khách sộp, nào ngờ tối hôm đó Lawson đột nhiên xuất hiện tại nhà riêng của Mickey. Trên cánh tay trái hắn có hình xăm giống hệt như đặc trưng nhận dạng của gã hung thủ đã sát hại Martha. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này chính miệng Lawson cũng thừa nhận hắn chính là tên hung thủ mà bao lâu nay anh tìm kiếm. Hóa ra hắn cố tình đột nhập vào căn nhà kia tự đánh thuốc chính mình để dụ thuê Mickey làm luật sư biện hộ. Giờ anh đã nhận tiền của thân chủ, buộc lòng anh phải giúp thân chủ giữ bí mật, nếu tiết lộ ra dù chỉ nửa lời để thân chủ bị bắt xem như sự nghiệp của anh cũng tiêu tan. Mickey chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chéo ngoe như vậy, nói đúng hơn anh chưa bao giờ gặp phải một gã nào vừa trơ trẽn vừa thủ đoạn như Lawson. Để giải quyết việc này, Mickey đành tìm gặp một người chú có thâm niên trong nghề xin được tư vấn, giả định có một luật sư cùng lúc biện hộ cho hai thân chủ. Một người có tội và một người vô tội trong cùng một vụ án thì phải làm sao? Ông chú ấy khuyên vị luật sư giả định kia phải giữ im lặng, không được biện hộ cho thân chủ vô tội nữa và làm sai thì phải tìm cách sửa chữa. Hiện tại tên Lawson thật sự như âm hộ bất tán còn tìm đến văn phòng đe dọa Mickey. Do biết sự việc nghiêm trọng nên Mickey muốn càng ít người biết càng tốt. Anh đề nghị cả nhóm đừng ai nhúng tay vào vụ án của Lawson và Menendez nữa. Từ lúc cô nàng Glory cho lời khai xong sau đó cô liền bật vô âm tín. Đến tận bây giờ cô ấy mới xuất hiện nhưng trong tình cảnh bị cảnh sát bắt được vì tội mua bán ma túy trái phép. Mickey lập tức đến nhà giam tệ nạn để gặp cô ta. Nhân chứng duy nhất có thể giúp thân chủ anh Menendez lấy lại tự do. Tuy nhiên cô ấy khai rằng đã bị một tên trùm bán hàng cấm dụ dỗ. Gã đó ăn mặc sành điệu và rất hào phóng. Nếu nhớ không lầm thì gã có tên là Hector. Gặp nhau vài lần gã đã đưa hàng trắng cho cô rồi xúi cô chia nhỏ nó ra làm 4 gói để dễ giao dịch. Nghe xong Mickey tá hỏa vì đây là trọng tội mua bán và tàng trữ chất cấm. Glory đổ lỗi vì làm chứng cho anh nên mới bị cảnh sát tệ nạn theo dõi suốt. Nếu không cô đã không bị bắt như bây giờ. Nếu bây giờ cô làm nhân chứng chỉ điểm rất có thể sẽ bị Hector trả thù. Nhưng nếu không làm vậy cô phải chịu ngồi tù cho sai lầm của mình. Sico điều tra về cái tên Hector và phát hiện hắn là một tên trùm tầm cỡ chứ không phải hạng soàng. Từng bị tình nghi giết hại 3 thành viên băng đảng đối thủ nhưng lại không bị truy tố. Sau đó hắn còn mở rộng địa bàn và nơi đó chính là khu vực công tác của Maggie. Sẵn dịp này Mickey hẹn gặp Maggie để thỏa thuận một phi vụ để đôi bên cùng có lợi. Anh sẽ giúp cô bắt được tên trùm băng đảng Hector. Từ đó triệt tiêu được mối nguy để nhân chứng bên anh có thể lên bục chỉ điểm mà không bị ai đe dọa. Theo như kế hoạch, Mickey trấn an để Glory yên tâm hỗ trợ thanh tra Griggs phác họa tên trùm đã đưa ma túy cho cô. Không lâu sau cô được phía cảnh sát tệ nạn trả lại tự do. Cũng chính ngày hôm đó khi cô vừa trở về khách sạn, Lawson đã xuất hiện để thực hiện hành vi thủ tiêu nhân chứng. Cũng may Griggs đã mai phục sẵn để đưa đội cảnh sát xông vào.
cô xác nhận đó là kẻ đã giết chết Martha, chiêu dụ rắn vào hang thật sự có hiệu quả. Lawson lập tức bị bắt giam vì hành vi giết người và cố ý thủ tiêu nhân chứng. Đây là hai tội danh mới nên không liên quan gì đến số tiền mà Lawson đã trả cho Mickey trước đó trong vụ xâm nhập vào nhà dân, và nay hắn không còn là thân chủ của Mickey nữa. Hung thủ thật sự sát hại Martha đã bị bắt, Menendez cũng được trả lại tự do, hai vợ chồng họ mừng rỡ cảm ơn Mickey không hết. Sau vụ này Mickey chưa được nghỉ ngơi thì Lisa gọi điện báo cô đã bị bắt vì tội sát hại Bondurant. Nghe tin người đẹp gặp nạn, Mickey lập tức lao đến nhà giam. Dù không đủ tiền trả án phí nhưng anh chàng vẫn đồng ý giúp cô biện hộ vụ này, chỉ cần cô giữ im lặng đúng theo những gì anh yêu cầu. Mickey xem lại đoạn băng ghi hình phỏng vấn, thái độ và câu trả lời của Lisa cho thấy cô rất ghét nạn nhân. Do đó phía cảnh sát cho rằng cô hoàn toàn có động cơ giết người. Khi ra tòa xui thay Mickey gặp chúng ngay cô công tố viên là bạn thân của vợ cũ anh. Cô ấy buộc tội Lisa cố ý giết người và không cho phép luật sư bảo lãnh. Vì cô ta cho rằng Lisa có khả năng sẽ bỏ trốn, Mickey cho rằng cô ấy sở hữu một nhà hàng với hơn 30 nhân viên phụ thuộc vào mình. Già nhân viên đi theo vỗ tay ủng hộ làm hiệu ứng tạo niềm tin, chúc mừng anh thẩm phán tuyên bố tiền bảo lãnh là 200.000 đô. Lisa đang có vấn đề về tài chính và không đồng ý thế chấp nhà hàng, hiện tại cô lại không có tiền mặt. Buộc lòng Mickey phải nghĩ đến cách bán chuyện của cô cho cánh nhà báo, hy vọng hiệu ứng đám đông có thể giúp cô kéo thêm khách đến ủng hộ nhà hàng. Qua quá trình theo dõi và điều tra, họ thu thập được thông tin về Bondurant, nạn nhân trong vụ án mạng mà Lisa bị buộc tội là hung thủ giết người. Gã là một doanh nhân thành đạt với chiều cao hơn 1m9 được phát hiện chết trong nhà để xe tại nơi làm việc, vết thương chí mạng được xác định ở đỉnh đầu. Tại hiện trường không phát hiện hung khí mà chỉ có một cốc cà phê và một mảnh gương vỡ có thể là của chiếc xe hơi nào đó. Cũng trong lúc này, cô thư ký xinh đẹp Lorna phát hiện Sico có điều gì đó giấu giếm, anh nói dối cô về vị trí nơi anh sử dụng thẻ tín dụng. Sự mập mờ càng khiến cô cảm thấy lo lắng về hôn lễ sắp diễn ra giữa hai người. Sau khi chịu không được nữa, cô đã nói ra hết tất cả. Và Sico thừa nhận vì lý do bất đắc dĩ anh đã bị cuốn vào một vụ ân oán của băng đảng cũ. Anh không ngại ngần gì chia sẻ cho Lorna biết toàn bộ sự thật. Ngày trước Sico từng chịu ơn của một đàn anh trong nhóm, người đó không may bị phản bội và phải chịu tù oan. Nếu không nhờ anh ta báo tin có lẽ Sico cũng đã chịu cảnh tù đày. Nay anh ta được ân xá trở về và mong muốn Sico giúp tìm cho được kẻ phản bội năm xưa để tính sổ nợ cũ. Bất ngờ thay, hôm ấy Lisa lại đi cùng một người đàn ông đến văn phòng tìm Mickey. Hóa ra cô đã được anh chàng đó bảo lãnh ra khỏi nhà giam, số tiền 200.000 đô không phải con số nhỏ. Có lẽ đối với một nhà sản xuất podcast như Henry thì không đáng bận tâm. Nhưng nghe anh ta có ý định chuyển câu chuyện của Lisa lên TV, Mickey lập tức thay đổi thái độ bởi giữa anh và cô ấy đã ký hợp đồng rõ ràng. Mọi thông tin của cô ấy hiện giờ đều do Mickey quản lý. Mặt khác, anh thật sự nghi ngờ về lý do vì sao Henry có thể bỏ 200.000 đô để giúp Lisa trong khi hai người không hề thân thiết. Bằng tất cả sự phòng thủ, Mickey nghiêm túc yêu cầu Henry nên tránh xa khỏi vụ này. Hôm ấy, Mickey đi dạo cùng con gái và vô tình nghe cô bé nhắc về việc mẹ cô đã trò chuyện cùng công tố viên trong vụ của Lisa. Đây là điều cấm kỵ khi tiết lộ thông tin vụ án ra ngoài. Mickey lập tức gọi điện về cho Lorna yêu cầu cô viết đơn yêu cầu tòa án trả lại điện thoại cho Lisa, đơn lấy lại đồ cá nhân bị tịch thu và một đơn bãi bỏ đoạn phỏng vấn của cớm. Một đơn bãi bỏ chứng cứ bị tịch thu ở nhà. Điều này nghe như rất điên rồ nhưng Mickey tin chắc nó sẽ giúp ích cho quá trình biện hộ của anh. Hôm sau ra tòa, không ngờ anh đã tự viết một đơn đề nghị loại bỏ công tố viên ra khỏi vụ án vì có xung đột lợi ích, bởi vì cô đã kể chuyện này cho vợ cũ của anh. Công tố viên thách thức anh rằng lý do này liệu có tác dụng hay không. Mickey biện minh thẩm phán sẽ ngại khi bác bỏ hết đơn của luật sư. Do đó rất có thể đơn loại cô ra khỏi vụ án sẽ được chấp nhận, dù sao thì công tố viên nào thụ lý vụ án cũng không quan trọng với tòa. Nhưng cô thì khác, bởi cô muốn mượn ánh hào quang của Mickey để trở nên nổi tiếng, với điều kiện là phải thắng được anh. Sau khi thỏa thuận, một bên sẽ rút lại đơn kiện và một bên sẽ cung cấp toàn bộ chứng cứ đã điều tra được của vụ án. Mickey bị Maggie mắng một trận té tát vì cô nghĩ hai mẹ con đang bị anh ta lợi dụng. Đây đúng là một việc hèn hạ, cho đến khi Maggie đoán ra rằng Mickey có thể đã nướng khoai với cô nàng Lisa kia. Cô thật sự cảm thấy thất vọng, nhưng Mickey cảm thấy điều này không quá quan trọng bởi anh biết cô đã có bạn trai mới. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đêm đó khi Maggie rời khỏi nhà thì không lâu sau Lisa mang thức ăn đến, đợi anh ăn xong rồi trở thành bữa tối của anh. Cũng may trước đó đã được Maggie nhắc nhở nên Mickey mới thức tỉnh kịp thời, lần này cố kìm hãm củ khoai để từ chối cái lò nướng. Bởi anh phải là một luật sư thật sự chuyên nghiệp, Lisa không quan tâm có được nướng khoai hay không, chỉ cần Mickey thừa nhận anh tin cô vô tội là đủ. Hôm sau, văn phòng luật sư của anh nhận được hàng đóng thùng hồ sơ mà công tố viên cho là chứng cứ có liên quan đến vụ án. Trước khi xem qua chúng, Mickey đã triệu tập cả nhóm hỏi xem liệu họ có tin tưởng Lisa hay không. Ngay lập tức Lorna dùng trực giác để phán đoán Lisa có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên luật pháp chỉ làm việc với bằng chứng, thế nên Mickey vẫn tin rằng chỉ cần tìm ra được hung khí anh có thể lần ra được hung thủ thật sự.
May thay Izzy đã kịp thời phát hiện ra, trong số đồ dùng cá nhân mà cảnh sát tịch thu từ nhà Lisa có một thùng đựng đồ nghề. Nhưng trong đó hiện đã bị mất một cây búa. Mickey đến hỏi Lisa về thông tin này và cô đã cho anh biết thùng đồ nghề đó là của người chồng cũ. Cả hai ly dị vì không cùng quan điểm sống, cô vốn tham vọng còn anh ta lại nghiện hút lá đu đủ. Bất ngờ Mickey nhận được một cuộc điện thoại khá khẩn cấp, anh chạy đến tòa án vị thành niên theo lời mời của người bạn cũ. Vốn là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh hiện đang giành quyền trông con gái, nhưng cô bé lại vướng vào một vụ án mà rất có thể điều này sẽ khiến anh bị tước quyền thăm nuôi con. Tội của cô bé đã hóa màu cho bức tường trắng của một cửa hàng thành màu đen, điều đó khiến chủ cửa hàng thiệt hại hơn 2.000 đô sau khi nghe thân chủ giải trình xong. Mickey nhận ra cô bé khá thông minh và hành động này không nhằm mục đích phá phách, thế nên anh đã xin hoãn lại một ngày để tìm thêm chứng cứ. Qua một đoạn email từ máy tính của nạn nhân, Mickey phát hiện nạn nhân từng bị một công ty xây dựng đe dọa. Sico sớm có mặt tại công trường tìm gặp người đàn ông tên Walter Kim. Ông ấy là nhân chứng duy nhất quả quyết Lisa hành hung Bondurant và toàn bộ lệnh tạm thời cấm cô ấy đến gần Bondurant đều dựa vào lời khai của anh. Trong tình huống bất lợi này, Mickey đã chủ động gặp công tố viên nhằm đưa ra thỏa thuận nhận tội. Nếu có thể, cô ta đồng ý giảm tình tiết và giúp thân chủ anh chỉ phải chịu nửa án tù là 6 năm. Tuy nhiên, Lisa không chấp nhận điều đó. Mickey giải thích tường tận rằng nếu chẳng may biện hộ thua, cô có thể chịu án chung thân không ân xá. Thay vì mạo hiểm, cách tốt nhất hiện giờ là nhận tội và chấp hành tốt bản án. Chỉ tầm 5 năm là có thể lấy lại tự do, thời hạn trả lời chỉ có một ngày. Lisa không nhận tội nên buộc lòng Mickey phải dùng số thời gian ít ỏi còn lại đó để tiếp tục điều tra. Tối đó, anh ngồi trò chuyện cùng con gái và buộc miệng hỏi cảm nhận của cô về bức tường bị sơn đen. Hailey không ngại dùng những từ khen ngợi vì cho rằng nơi đây sẽ là một bức tường lý tưởng để tự sướng, nhất là nếu nó nổi tiếng trên mạng xã hội. Hôm sau, Mickey mang giấy bảo vệ bản quyền lợi của tác giả bức tường màu đen đến. Hiện tại bức tường này đã trở thành địa điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng. Hóa ra Mickey đã gài đồng đội trong đội tuyển của bố cô bé để chụp ảnh trên nền bức tường màu đen ấy. Qua đó, Mickey buộc lòng phải kiện ngược lại bà chủ cửa hàng vì không trả tiền bản quyền quảng cáo. Sau khi người phụ nữ kia rời khỏi tòa án được một lúc, cô ta quay lại đồng ý bác bỏ đơn kiện vì cửa hàng đang được thu hút khách trở lại. Từ đó, mọi yêu cầu Mickey đưa ra đều được chấp nhận, cô ta phải trả 5% lợi nhuận theo phần trăm sản phẩm bán ra cho công ty. Sau khi xử lý xong vụ án vị thành niên, Mickey quay lại với việc thu thập chứng cứ từ đống tài liệu phe công tố viên. Chắc chắn có gì đó cô ta muốn giấu nên mới đánh lạc hướng anh bằng thứ này. Nhưng không gì làm khó được Mickey, anh đã tìm ra được nạn nhân từng nhận được một đoạn mail với nội dung đe dọa. Nếu điều tra tường tận vụ này thì anh có thể chứng minh được Lisa vô tội. Mickey vui mừng gọi điện thông báo cho cô ấy biết tin này, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu. Mickey hẹn gặp công tố viên trong sự đắc thắng, rằng anh có thể dõng dạc từ chối lời đề nghị nhận tội cho thân chủ mình. Nào ngờ phía công tố viên từ sớm đã rút lại đơn đề nghị, điều này có nghĩa là cô ta cũng sẵn sàng tuyên chiến, chắc hẳn cô ấy đã tìm ra được bằng chứng nào đó đủ mạnh để chống lại Lisa. Do vậy, mọi người đành phải từ bỏ kế hoạch nghỉ ngơi và tiếp tục lao vào việc tìm thêm manh mối có lợi cho Lisa. Từ khi cô đầu bếp Lisa này xuất hiện, Mickey gần như đánh mất đi sự lý trí cần có của một luật sư. Anh thường xuyên bị Lisa quyến rũ bằng những món ăn ngon. Với tiêu chí thức ăn là thứ giúp đến trái tim đàn ông nhanh nhất, Mickey sẽ không biết được con đường phía trước anh phải đối mặt với những gì. Bình thường anh cãi nhau với vợ như cuội nhưng lần này lại không nỡ làm Lisa tổn thương, thậm chí anh còn đến xin lỗi cô ấy sau những lần cãi nhau. Sau phiên tòa hôm đó, Henry đến thương lượng với Mickey về việc tiếp tục phát hành podcast. Hơn nữa, anh nhận ra rằng gã Henry này có ý định lợi dụng câu chuyện của Lisa để kiếm tiền. Chưa kể câu chuyện lan tỏa càng rộng thì sức ảnh hưởng của cộng đồng càng dễ khiến Lisa gặp nhiều bất lợi. Mickey hy vọng rằng chồng cũ của cô có thể biết chút ít gì đó về cây búa bị mất trong thùng đồ nghề, hay ít nhất anh ta cũng phải ra làm chứng để kéo thêm thiện cảm về cho cô. Tuy nhiên, khi nghe nhắc đến chồng cũ, Lisa đã tỏ ra vô cùng tức giận, bởi đã từ lâu cô và chồng cũ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Không hiểu sao hôm đó Mickey lại nhận được điện thoại từ chồng cũ Lisa. Anh ta biết Mickey đang tìm mình nên đã chủ động gọi điện đến. Anh thừa nhận giữa anh và Lisa không thể chung sống hòa hợp nên quyết định ly hôn. Khi Mickey nhắc đến cây búa bị mất, chồng cũ Lisa khẳng định anh ta sẽ không ra làm chứng hay muốn dính dáng gì đến rắc rối này. Tối hôm đó, cảnh sát ập đến một tụ điểm và bắt hết nhóm người trong hội Rostens bởi họ cho rằng đây là một tổ chức buôn bán vũ khí trái phép. Nhưng khi mở thùng hàng ra thì chỉ là những con gấu bông biết nói I love you. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lô hàng này? Hóa ra Sico đã đánh lừa cảnh sát để giúp trưởng nhóm vận chuyển thành công lô vũ khí hạng nặng. Đây cũng là cách để anh trả ơn cho người đàn anh năm xưa. Lorna không những không cấm cản, trái lại còn rất ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Sico trong việc trả ơn cho ân nhân. Cô chuẩn bị một bộ giấy tờ tùy thân trực tiếp mang đến cho người đàn anh kia, với hy vọng anh ta có thể làm lại cuộc đời và đừng tìm Sico nữa. Hôm sau, phe công tố viên cho gọi nhân chứng ra tòa. Bà ta là nhân viên của nạn nhân và cũng là nhân chứng duy nhất nhìn thấy bị cáo xuất hiện gần hiện trường vụ án.
Bà luôn miệng khẳng định Lisa đã đến nơi ông Bondurant làm việc, tuy nhiên theo lời khai thì khoảng cách quan sát của bà ở khá xa. Giữa các làn xe vào giờ cao điểm ngay gần trung tâm thương mại thì việc chắc chắn về ngoại hình của một ai đó là điều rất khó xảy ra. Để chứng minh bà ấy đã nhìn nhầm, Mickey yêu cầu Lorna tạo một cuộc kẹt xe ngay đoạn đường trước trung tâm thương mại. Sau đó, từ vị trí trong chiếc xe ngoài làn đường thứ ba, cô dùng điện thoại chụp ảnh lại một người đi bộ trên vỉa hè và gửi đến cho Mickey. Khi những tấm ảnh đó được chiếu lên màn hình, nhân chứng trả lời bà không thể nhìn rõ người đi bộ trong bức ảnh đó là ai. Mickey chiều lòng phóng lớn lên gấp 3 lần nhưng bà ta vẫn không nhìn rõ. Theo lẽ này, Mickey lập luận thực chất nhân chứng đã không biết được bà đã nhìn thấy ai. Chỉ khi đến chỗ làm và nghe tin sếp bị sát hại, bà mới liên tưởng đến việc người mà bà nhìn thấy là Lisa. Do lời khai của nhân chứng không đủ thuyết phục, thẩm phán yêu cầu công tố cung cấp thêm bằng chứng. Nếu không, tòa sẽ bác bỏ vụ kiện liên quan đến Lisa và trả lại tự do cho bị cáo. Phe này nắm chắc phần thắng trong tay, Lisa vui mừng hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, cô thừa nhận với Mickey rằng cô thật sự có đến gần hiện trường vào hôm xảy ra án mạng và cô nghĩ rằng mình nên nói thật cho anh biết. Mickey đã đâm lao rồi thì phải theo lao, dù rất bất ngờ nhưng anh cũng không quá quan tâm đến chi tiết này. Bởi anh tin chỉ vài tiếng đồng hồ phe công tố sẽ không đủ thời gian thu thập thêm bằng chứng. Tuy nhiên, anh đã phạm phải một sai lầm trầm trọng, phe công tố đã cho mời một nữ pháp y đến làm nhân chứng. Mặc dù cô ta không có trong danh sách nhân chứng nhưng thẩm phán vẫn đồng ý để cô ta cho lời khai, theo phân tích từ đôi găng tay làm vườn tìm thấy tại nhà bị cáo. Pháp y phát hiện trên đó có ADN của Lisa và vết máu khớp với nạn nhân vụ án mạng. Do không có sự chuẩn bị nên Mickey đành ngậm ngùi để tòa phán quyết Lisa sẽ tiếp tục bị xét xử. Vụ án này còn quá nhiều điểm mù mà Mickey chưa khám phá ra. Chuyện về đôi găng tay đó, tại sao lại có vết máu của nạn nhân? Lisa nói cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Cô nàng không cung cấp cho anh bất cứ thông tin gì ngoại trừ việc liên tục hỏi anh có tin cô vô tội hay không. Đang mệt mỏi vì đủ mọi rắc rối thì anh phát hiện một tờ tạp chí. Gã Henry đã công bố việc bán câu chuyện của Lisa cho một trường quay và sẽ dựng nó thành phim. Mickey nổi điên lên đòi kiện cho bằng được Henry, nhưng anh lại không thể tìm ra tờ hợp đồng thỏa thuận giữa anh và Lisa về việc độc quyền câu chuyện của cô ấy. Anh gọi điện đến hỏi Lorna bằng một thái độ hết sức gay gắt, ngay khi Lorna nói cô chưa từng nhận tờ hợp đồng đó. Anh lập tức trách cô chẳng lo làm mà suốt ngày yêu đương nhăng nhít để sao nhãng việc ở văn phòng. Cô nhắc lại cho anh nhớ rằng cô đã từng nói về trực giác của cô đối với Lisa. Chưa bao giờ Mickey nghĩ đến việc bản thân có thể bất cẩn như vậy. Anh kiểm tra cốp xe thì phát hiện tệp tài liệu đã không cánh mà bay. Đúng lúc có hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ phía sau hỏi anh có phải luật sư Mickey không. Nam chính vừa trả lời phải là lập tức bị hai gã kia đập cho lên bờ xuống ruộng, với số lượng từ hai người đã có thể thưa họ về tội cố ý gây thương tích có tổ chức. Nhưng Mickey hiện giờ đã tay tua như tàu lá chuối, chưa kể đến việc chắc gì anh còn nhớ rõ mặt của kẻ đã hành hung mình. Cũng may Mickey phước lớn mạng lớn được Izzy phát hiện kịp thời, cô giúp anh gọi cấp cứu chuyển thẳng vào bệnh viện. Cùng lúc đó, khi Mickey vừa tỉnh lại, Izzy đã thú nhận rằng bạn gái của cô đã nhận tiền hối lộ của Henry cho gã lên xe ít phút. Có lẽ đây chính là mấu chốt khiến hắn có cơ hội ra tay lấy trộm bản hợp đồng. Chuyện cũng đã lỡ rồi nên Mickey không trách cô ấy, chỉ yêu cầu cô giữ lại số tiền đó phòng khi anh cần dùng đến. Sau đó Mickey bàn bạc với Sicko về những gã đã hành hung anh. Chúng rất chuyên nghiệp không đụng vào chỗ hiểm trên người anh, dường như chúng chỉ có ý định cảnh cáo chứ không muốn lấy mạng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tại sao chúng lại khẩn trương khi anh tìm lại tờ hợp đồng đã bị gã Henry lấy cắp. Ngay lúc này, Lorna đến báo cho anh một tin tốt lành. Cô đã phát hiện ra gã Alex Grant, người có liên lạc qua email với Bondurant trước khi chết, vốn là một tay nghiện sưu tầm tranh. Hắn hiện đang thiếu một trong bốn bức tranh nổi tiếng. Theo như kế hoạch, Sicko và Lorna đến tìm một vị khách cũ hiện đang còn thiếu nợ tiền án phí, đề nghị anh ta giúp họ tạo ra một trang web giả nhằm đăng thông tin của bức tranh lên. Với tính sở hữu cao của Alex, quả nhiên gã đã chủ động liên lạc đến trang web và đặt mua món hàng. Bằng mối quan hệ, họ đã thuê được một cửa hàng bán tranh và dùng nơi đó để dụ Alex đến. Lorna mặc một chiếc đầm bó sát quyến rũ trong vai trò người giới thiệu, mời Alex một ly rượu champagne khá quý hiếm. Lần đầu đi mua tranh mà được chăm sóc chu đáo như vậy, nào ngờ khi kéo tấm vải xuống, bức tranh hóa ra lại là lệnh hầu tòa cho vụ án của Lisa. Vân tay cũng đã được hằn lên ly rượu, thêm cả camera quay lén, xem ra Alex không còn đường nào để lui, hắn đành đâm đơn kiện Mickey tội gài bẫy. Đến phiên tòa, luật sư của Alex yêu cầu điều trần kín trong phòng thẩm phán vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Mickey thì nạn nhân Bondurant vốn là một ông trùm bất động sản, do đó là người có tiếng nói trong công chúng. Phiên xét xử cần được diễn ra công khai, anh còn cho mời một lượng phóng viên đến gây áp lực. Phe công tố viên liên tục phản đối việc đưa Alex vào vụ này, nhưng thẩm phán đồng ý với Mickey, nếu ông ta thật sự không liên quan thì việc gì phải sợ. Mickey được tòa cho phép tiếp tục phiên điều trần. Theo như tìm hiểu thì Alex có mối quan hệ làm ăn đã lâu với nạn nhân trong nhiều dự án xây dựng. Vài tháng trước, nạn nhân từng gửi một email cho Alex với nội dung đe dọa. Nếu không thỏa thuận, yêu cầu Bondurant sẽ báo cáo các hoạt động đáng ngờ của Alex cho phía cơ quan điều tra.
Vậy xin hỏi các hoạt động đáng ngờ đó là gì? Sau khi hội ý với luật sư của mình, Alex đã quyết định rút đơn kiện. Trong buổi họp kín, tòa cảnh báo Mickey rằng chỉ với email đó chưa đủ để chứng minh Alex liên quan trong vụ của Lisa. Vậy nên Mickey cần phải tích cực tìm thêm những bằng chứng khác có tính thuyết phục hơn. May thay, Cisco đã phát hiện ra Alex là chủ đầu tư của một công ty truyền thông do người tên David làm giám đốc, đồng thời cũng là nhà tài trợ cho chương trình podcast mà Henry thực hiện. Có thể hắn đã đút tiền để Henry lấy trộm hợp đồng. Lúc này Mickey đến gặp Henry ném ra một xấp tiền, đó là xấp tiền hắn mua chuộc bạn gái Izzy nhằm để ăn trộm tờ hợp đồng. Bằng chứng sẽ là dấu vân tay còn in trên đó. Henry đành nhận đúng là hắn đã ăn trộm tờ hợp đồng, nhưng hắn không biết gì về vụ hành hung ở hầm giữ xe. Nếu đúng như những gì Mickey suy đoán, Alex ra lệnh cho David đảm bảo rằng Lisa bị đổ tội giết Bondurant, sau đó mượn tay Henry gài bẫy cô ấy bằng cách rót tiền bảo lãnh và làm podcast. Mickey nắm được tẩy của Henry, đề nghị hắn phải lật ngược tình thế, từ nay đứng về phe anh cùng nhau đưa Alex vào chồng, kể từ vụ hành hung đến nay. Maggie lúc nào cũng lo lắng cho Mickey, cô sợ rằng nếu tiếp tục dấn thân vào vụ này, kết cục của anh sẽ không khác gì người đồng nghiệp Jerry quá cố. Để giải tỏa sự căng thẳng và lo âu của Maggie, đêm đó cả hai chơi thú nhún rất vui vẻ. Tuy nhiên sáng ra cô ấy lại thông báo sẽ phải chuyển sang văn phòng ủy viên công tố quận San Diego để được làm trưởng ban trọng án là một cơ hội rất lớn, do đó cô không thể bỏ qua được. Cả hai ai cũng đều có tham vọng trong sự nghiệp, đó là lý do họ cứ mãi lạc trong vòng xoáy luẩn quẩn này. Đã đến lúc cần phải chấm dứt và tự tách nhau ra, Mickey cảm thấy rất thất vọng. Phụ nữ thật sự là một loài gì đó mà cả khoa học cũng không hiểu được, chứ đừng nói gì một chàng luật sư như anh. Hôm sau anh mang một tệp tài liệu đến gặp cựu luật sư là bạn thân của bố anh xin được tư vấn. Trong tệp tài liệu đó có một lá thư anh nhặt được trước cửa nhà vào tối hôm qua. Nội dung tố cáo Alex là đối tượng của một cuộc điều tra liên bang với cáo buộc lừa đảo xây dựng. Thư này cho thấy Alex làm gì phi pháp, có thể chủ nhân lá thư này muốn gặp Mickey. Hoặc trường hợp xấu hơn là chơi khăm anh cũng không chừng, ngay cả ông chú cũng cảm thấy lo lắng khuyên nhủ anh cẩn thận là trên hết. Nhưng trong dáng vẻ của Mickey có lẽ anh khá tin vào kế hoạch của mình. Phiên tòa diễn ra vào trưa hôm sau, nhìn Mickey thân mật với Lisa khiến Lorna thấy ngứa con mắt bên trái nhức con mắt bên phải, đứng trước các bồi thẩm viên. Andy phe công tố viên đại diện nạn nhân là Bondurant, một doanh nhân đã giúp người dân xây dựng nhiều công trình, hơn nữa còn đem lại việc làm cho hàng ngàn người lao động. Ấy vậy mà ông phải chịu những khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời khi bị sát hại dã man. Theo đó, giữa bị cáo Lisa và nạn nhân Bondurant từng có tranh chấp, buộc Bondurant phải xin lệnh cấm đối với bị cáo vì sợ bị cô ta quấy rối. Chứng cứ cho thấy cô ấy ghét nạn nhân đến mức nào và cô ta hoàn toàn có động cơ giết người. Cisco vận dụng mọi khả năng, mọi mối quan hệ để truy ra nguồn gốc của lá thư nặc danh đó. Về phía Mickey, anh cố xoáy sâu vào luận điểm mối liên hệ giữa hung khí và Lisa. Công tố viên muốn bồi thẩm đoàn nghĩ Lisa là hung thủ, nhưng Mickey sẽ cho tất cả thấy hung thủ là một người khác. Và Lisa chỉ bị kẻ đó gài bẫy khi thanh tra phụ trách vụ án được mời đến. Anh nghiêm túc thuật lại tình hình kể từ khi nhận được tin có án mạng. Anh lập tức điều đội đến hiện trường và có mặt vào 9 giờ 45 phút sáng. Vết thương duy nhất trên cơ thể nạn nhân nằm ở phần đầu với một lỗ tròn khá to. Gần thi thể có một cốc giấy của quán cà phê gần đó và một miếng kính tròn. Theo suy đoán có thể đó là mảnh vỡ gương chiếu hậu của một chiếc xe, nhưng kiểm tra hết các xe trong bãi lại không có xe nào bị vỡ gương. Sở dĩ Lisa đứng đầu trong danh sách nghi phạm vì trước đó cô từng có xô xát với nạn nhân, nhất là sau khi thanh tra biết cô ta ở gần hiện trường vào khoảng lúc xảy ra án mạng. Sau khi thanh tra tìm đến nhà thì cô ta tự nguyện đến đồn cho lời khai, nhưng trong lời khai của cô có khá nhiều mâu thuẫn. Việc cô đến gần tòa nhà làm việc của nạn nhân đã vi phạm lệnh cấm. Tại nhà Lisa ngoại trừ một laptop cá nhân, đội cảnh sát còn tìm thấy đôi găng tay làm vườn. Nó đã được mang về kiểm tra và phát hiện có ADN của bị cáo cùng máu nạn nhân. Mấu chốt chính là một hộp dụng cụ bị thiếu mất cây búa mà anh nghi vấn cây búa đó chính là hung khí sát hại Bondurant. Với bao nhiêu chứng cứ tìm thấy, tuy không thể chứng minh Lisa là hung thủ, nhưng cũng không thể nói lên rằng cô vô tội. Mickey nỗ lực dùng mọi lý lẽ để biện hộ giúp Lisa, chiếc cốc ở hiện trường là của nạn nhân. Xe của Lisa cũng không bị vỡ gương, ngoại trừ việc cô ấy từng xuất hiện gần hiện trường thì không có chứng cứ chứng minh được cô ấy đã ra tay sát hại nạn nhân. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của anh. Andy không biết dùng bao nhiêu lần phản đối để công kích Mickey, thật ra anh chỉ đang cố câu giờ đợi thông tin từ Cisco. Trong lúc đó Cisco đang đợi người đưa thư đến, bà ấy chắc chắn biết được kẻ gửi lá thư nặc danh tới nhà Mickey là ai. Tuy nhiên một người đàn ông kế bên tự nhận là đặc vụ FBI nói với anh rằng bà ấy sẽ không đến đâu. Thấy vậy Cisco chỉ nhờ anh ta xác nhận giúp chữ ký trên lá thư có phải của anh hay không. Hắn từ chối trả lời với lý do bảo mật thông tin điều tra nhưng lại khuyên anh nên lo cho sự an toàn của hai người anh và Mickey. Đến bước đường cùng Mickey đành liều lĩnh quyết định đưa lá thư lên tòa. Qua đó cục tình báo FBI đã xác nhận tính chân thực của nó. Nhưng phía Andy vẫn tỏ ra không hài lòng vì cách làm việc này của Mickey. Lần nào anh ta cũng đưa những bằng chứng mới đến vào phút thứ 89. Dù vậy chỉ cần thẩm phán chấp nhận thì xem như Mickey được phép sử dụng lá thư đó.
anh cố điều hướng dư luận nhằm vào Alex. Nạn nhân từng dọa sẽ tố cáo những việc làm phi pháp của hắn với cảnh sát. 8 hôm sau hắn trở thành đối tượng bị điều tra của FBI, 1 tuần sau thì Bondurant bị sát hại dã man. Nào ngờ ngay sau đó phía công tố viên lại đưa nhân chứng bổ sung đến, đó là gã đặc vụ FBI mà Sitko gặp trong quán rượu. Gã xác nhận có gửi thư cho Alex nhưng chỉ để làm đúng quy trình do nhận được đơn tố cáo từ Bondurant. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại Alex đang không bị FBI điều tra, một lần nữa kế hoạch của Mickey thất bại. Lúc vào nhà vệ sinh anh vô tình gặp được gã đặc vụ, gã đã để lại cho anh một câu hỏi khá ẩn dụ, cậu đã rút ra được gì từ khi bắt Alex lên bục. Sang ngày hôm sau Mickey phải đối diện với một bằng chứng quan trọng nhất của vụ án, bên công tố viên đã phát hiện được cây búa hung khí mà hung thủ dùng để sát hại nạn nhân. Người làm vườn của nhà đối diện, anh ta là người đã phát hiện ra cây búa bên vườn nhà của Lisa, vì thấy nó dính máu nên anh đã gọi cho chủ nhà. Nghi vấn nằm ở chỗ tại sao cây búa lại đột nhiên xuất hiện vào lúc Lisa đang bị xét xử, Mickey tự giả định chiếc búa là của bị cáo. 6 tháng trước các thanh tra đã đến hiện trường tìm quanh khu vực nhưng sao không phát hiện ra cây búa ấy, có kẻ nào đã cố tình bỏ nó vào để giá họa cho Lisa. Mickey cho là giả định chiếc búa là của thân chủ anh, vết máu dính trên đó cũng của nạn nhân, quan trọng nhất là giờ anh cần phải chứng minh được cô ấy bị gài bẫy. Bất chợt khi phiên tòa vừa kết thúc, một người đàn ông chạy đến gặp Mickey tự nhận anh ta là chồng cũ của Lisa, anh ta nói lý do hai người chia tay vì muốn hưởng lợi từ nhà hàng. Giờ anh ta quay về đề xuất sẽ cho lời khai giả để Lisa được lợi ích, bù lại hắn sẽ lấy một ít tiền thù lao, như vậy chẳng khác gì Mickey dàn xếp nhân chứng. Tội cho lời khai giả và thông đồng để lừa thẩm phán sẽ khiến Mickey bị tước bằng như chơi, anh sẽ không dại gì đồng ý với lời thỏa thuận này. Nhân chứng tiếp theo được gọi đến cho lời khai là người hàng xóm lâu năm của Lisa. Cô ta nói hai vợ chồng cô ấy không được thân thiện lắm, lại thường xuyên xích mích gây gổ. Hàng ngày phải chịu đựng tiếng ồn cãi vã xô xát từ họ, thậm chí có lần cô còn thấy xe cấp cứu đến đưa chồng cô ta đi viện, sau đó không lâu thì anh ta bỏ đi. Tuy nhiên phía Mickey cho rằng sự thật cần được nhìn nhận lại một cách kỹ lưỡng, vốn dĩ cô có ý định bán nhà cho Bondurant. Nhưng ông ta chỉ đồng ý khi mua được cùng lúc thêm nhà của Lisa, do không thể bán nhà và mất đến 1,5 triệu đô nên cô mới có ác cảm với thân chủ của anh. Một nhân chứng khác được cho là quan trọng không kém, người chụp tấm ảnh Lisa xô xát với Bondurant và là mấu chốt khiến cô ấy bị ban phát lệnh cấm. Hắn ta là Kim, một thanh tra xây dựng của thành phố, hôm xảy ra buổi biểu tình của những người dân chống đối việc Bondurant bất chấp thủ đoạn mua lại khu đất. Hắn đã chụp lại tấm ảnh Lisa đang áp sát Bondurant với thái độ khá hằn học. Hắn là người thanh tra và cấp phép cho các dự án của Bondurant, liệu rằng lời hai của hắn có đang trở thành lời công kích đối với Lisa hay không? Mickey đưa ra một tấm ảnh được phát hiện trong lịch sử email của Bondurant. Nó giống hệt với tấm ảnh của hắn nhưng ở phiên bản chưa phóng to. Đây rất có thể là ảnh gốc, phía bên kia một cậu thanh niên đi xe đạp có gắn chiếc camera hành trình trên mũ bảo hộ. Và anh đã cho người thu thập được đoạn phim xảy ra vào ngày hôm đó. Ngoài Lisa ra còn rất nhiều người khác cùng đứng ra phản đối việc Bondurant xâm phạm đời tư. Và ông ấy cũng là người áp sát Lisa trước với thái độ gây hấn. Qua đoạn video họ thấy Lisa chỉ đang cố tự vệ trong thời gian chờ đợi hai bên bổ sung nhân chứng. Mickey lo lắng Andy sẽ gọi chồng cũ Lisa ra tòa. Do đó anh yêu cầu Sitko nhanh chóng điều tra dấu vết của hắn ta, nhưng chỉ chưa đầy 24 tiếng Sitko đã bị mất dấu hắn. Kỳ lạ là lần này trong danh sách nhân chứng mà Andy trình lên tòa cũng không có tên chồng cũ Lisa, thay vào đó cô ấy lại gọi Henry ra làm chứng. Hắn trình lên đoạn bằng ghi âm hậu trường buổi phỏng vấn podcast câu chuyện của Lisa, cô ấy nói đã theo dõi mọi hành tung của Bondurant, từ nơi mua cà phê đến vị trí đỗ xe và quyết sẽ không để hắn yên, không ngờ hắn lại chơi khăm phản bội anh. Hết cách nên Mickey quyết định cũng sẽ sử dụng luật rừng để thắng bằng mọi cách, anh đưa Lisa lên để cô ấy tự bào chữa. Cô sợ rằng mình sẽ lại nói sai hay làm điều gì đó bất lợi, nhưng anh tin rằng chỉ cần cô nói đúng sự thật và chỉ cần là chính cô, mọi chuyện sau đó anh sẽ có cách giải quyết. Lisa đứng trước vành móng ngựa kể về cuộc đời mình, cô đã gắn bó với mảnh đất và ngôi nhà đó được 11 năm, đó là món quà cô may mắn được thừa hưởng từ người cha quá cố. Và cô chưa từng có ý định rời đi. Bondurant vì không mua nhà được nên ngày nào cũng làm phiền cô bằng cách sử dụng các công trình máy ủi gây ra tiếng ồn và khói bụi. Đoạn ghi âm lúc nãy là do cô bị Henry ép nói đi nói lại nhiều lần để tăng tình tiết gây cấn, như vậy mới hấp dẫn người nghe. Thực chất cô chưa từng đặt chân đến nơi đỗ xe của Bondurant. Sở dĩ cô biết vì Bondurant là một người nổi tiếng và thích khoe mẽ, chỉ cần xem qua tạp chí cũng biết được ông ta làm gì và đi đâu, bởi ông ta tự quảng cáo hình ảnh của mình khắp nơi. Việc ông ta làm gây ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của nhà hàng. Cô đã phải chứng kiến ông ta đuổi từng người hàng xóm đi, nhưng không vì vậy mà cô trả thù. Dù giờ ông ấy đã chết nhưng việc xây dựng vẫn đang diễn ra, cô không thể ngăn nó lại. Cô chỉ muốn bảo vệ và cứu ngôi nhà của mình, điều mà có lẽ ai trong tình huống này cũng sẽ làm. Biểu hiện của Lisa khá tốt, nhưng khi Andy nhắc đến việc thực chất cô và chồng cũ vẫn chưa hoàn thành xong pháp lý ly hôn, nghe đến đây Lisa không kìm chế được nổi cáu văng tục ngay giữa tòa. Pha hành xử đi vào lòng đất khiến Mickey cũng phải hạn hán lời,
Một nhân chứng khác được công tố viên mời đến, anh ta là Morales, nhân viên có thâm niên lâu năm nhất của nhà hàng. 4 năm trước, anh ta từng đăng trên mạng xã hội một bài viết với nội dung bất mãn về Lisa. Cô ấy là một bà chủ nóng tính và bốc đồng, nhưng kể từ đó đến nay mọi chuyện đã ổn. Giờ đã đến lượt Mickey xuất chiêu, anh mời một nữ tiến sĩ người đã kiểm tra cây búa hung khí dùng để sát hại nạn nhân. Và cô ta có thể tin Lisa không phải hung thủ giết người. Đúng lúc này, Sico kéo vào một chiếc vali to tướng để hỗ trợ cho việc đưa ra đáp án. Bên trong chiếc vali là một hình nộm được mô phỏng theo đúng chiều cao của Bondurant, và Lorna được dùng để làm thí nghiệm bởi cô có chiều cao tương đồng với bị cáo. Khoảnh khắc Lisa dùng chiếc búa cố tấn công Bondurant, dù có mang giày cao gót với tay và nhón chân hết cỡ thì cây búa cũng chỉ chạm đến phần gáy của hình nộm. Tư thế này thật sự không đủ lực để ra một đòn chí mạng như vậy, nếu Lorna không thể làm được nghĩa là Lisa cũng vậy. Nữ tiến sĩ cũng loại bỏ trường hợp nạn nhân cúi xuống. Vì thi thể nạn nhân được phát hiện có vết thương ở đầu gối, tư thế nằm của thi thể cho thấy ngã về phía trước. Lúc bị sát hại, nếu nạn nhân đang cúi xuống giả sử như nhặt đồ hay buộc dây giày thì khoảng cách giữa đầu gối và mặt đất không đủ để tạo vết thương như thế. Vậy nên nữ tiến sĩ cho rằng việc Lisa sát hại Bondurant là bất khả thi về mặt thể chất. Thế nhưng Andy đột nhiên bước lên tháo giày ra rồi ngã đầu hình nộm về phía sau. Với tư thế này, chỉ một cú gõ nhẹ nhàng cũng đủ trúng vào phần đỉnh đầu nạn nhân. Nữ tiến sĩ đồng tình rằng trong tình huống ông ấy đang nhìn thẳng lên trời thì điều đó có thể xảy ra, nhưng không có chứng cứ cho thấy tình huống là như thế. Chẳng ai biết điều gì xảy ra trong hầm xe hôm đó. Lần này Mickey lại mời Alex đến, hắn nói Bondurant đang nợ một số tiền lớn. Do đó kéo theo dự án của hắn bị chậm tiến độ vì Bondurant cứ dây dưa. Rõ ràng Alex là một doanh nhân cộm cán trong làng bất động sản. Hắn còn đấu thầu thắng được một dự án xây dựng cho Thế vận hội sắp tới. Lý do gì để hắn thay đổi họ mà chỉ giữ lại tên thật? Liệu có phải để che giấu quá khứ hay không? Mickey đã tìm ra được bằng chứng bố hắn đang thụ án trong nhà tù liên bang vì nhiều tội danh, vừa gian lận lừa đảo vừa là tội phạm có tổ chức, thậm chí âm mưu giết người. Ngoài ra, Sico đã theo dõi và chụp được khá nhiều ảnh về các hoạt động của hắn gần đây. Hắn thường xuyên lui vào một tiệm bánh do bác hắn làm chủ. Thật trùng hợp ông ấy cũng từng đi tù với các tội danh tương tự. Nghe đến đây, Alex bắt đầu hoảng loạn. Hắn chống chế rằng bác đúng thật có đi tù, nhưng sau khi trở về đã thay đổi và quyết tâm trở thành một doanh nhân trong sạch. Hắn càng nói càng để lộ ra nhiều sơ hở, giữa hắn và bác đang cùng đầu tư vào một thương hiệu tên Eagle. Ngoài ra, mỗi lần vào tù thăm bố xong, hắn lại bay về gặp bác đều đặn 6 tuần một lần. Liệu đây có phải một đường dây tội phạm hay không? Hoặc hắn đang nhận nhiệm vụ truyền tin cho tổ chức tội phạm? Andy liên tục phản đối cách đặt câu hỏi của Mickey vì cho rằng điều này không liên quan đến vụ án. Thế nhưng cả thẩm phán cũng đang rất chăm chú muốn lắng nghe câu trả lời từ Alex. Bà bác bỏ yêu cầu của Andy và cho phép Mickey tiếp tục. Nào ngờ Alex lại chọn đến phương án dùng quyền lợi tu chính án thứ 5 nằm trong hiến pháp Mỹ. Trong đó quy định một công dân sẽ không bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình. Điều này khiến đám đông vô cùng bất mãn. Thẩm phán nhận ra Mickey đang chơi chiêu để ép Alex tự nhận tội. Nếu phát hiện có dàn xếp, anh sẽ bị kỷ luật trước liên đoàn luật sư. Do đó, để công bằng, thẩm phán quyết định bác bỏ mọi lời khai của Alex. Thế nhưng lần này Mickey lại đưa Sico lên làm chứng. Nghe nói nhân chứng lần này là điều tra viên của luật sư bên bị. Cả bồi thẩm đoàn đều phá lên cười. Sico kể lại quá trình điều tra vụ án về cái chết của Bondurant. Anh phát hiện gara của nạn nhân chỉ có máy quay ở cổng vào và cổng ra. Hôm xảy ra án mạng không có phương tiện lạ nào đến hay đi. Nhưng tòa nhà bên đối diện có một cái máy quay cũ, mỗi một phút nó lại chụp ảnh tĩnh một lần. Anh đã thu thập hình ảnh từ chiếc camera đó. Trong suốt buổi sáng hôm đó, Lisa không hề xuất hiện quanh hiện trường. Tuy nhiên lại có chiếc xe tải của tập đoàn Eagle do anh Alex và bác anh ta đồng sở hữu đỗ trước cổng từ 8 giờ 19 phút đến 9 giờ 5 phút sáng. Trong khi đó, án mạng xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng. Bên công tố buồn không thèm thẩm vấn chéo nữa. Cô đề nghị kết thúc việc tranh luận và tiến hành thuyết trình trước bồi thẩm đoàn càng sớm càng tốt. Nhìn vẻ mặt tự tin của Andy phía bên này, Mickey lo lắng để mất ăn mất ngủ. Ngày ra tòa cuối cùng, Andy chỉ cần dùng một nửa thời gian để thuyết phục các bồi thẩm viên. Cô khuyên họ đừng để bị Mickey đánh lạc hướng, hãy tin vào những gì mọi người nghe và nhìn thấy. Chiếc búa là của Lisa, găng tay dính máu và ADN cũng của cô ấy. Mọi thứ đều được phát hiện tại nhà cô ấy, do đó đừng để bị Mickey lừa bởi màn ảo thuật của anh ta. Tối đó, nhân viên của Lisa phụ trách mang thức ăn đến hỗ trợ Mickey, bất chợt nhìn thấy tấm ảnh trên bàn. Anh khẳng định sau ngày Lisa bị bắt thì người trong ảnh đã đến nhà hàng kiểm tra với thân phận là nhân viên sở y tế. Hắn được toàn quyền kiểm tra nhà hàng của Lisa từ trước ra đến sân sau, do đang giờ cao điểm buổi trưa nên không có nhân viên nào đi cùng. Mickey lập tức kiểm tra lại hồ sơ, gã đó đích thực là thanh tra xây dựng của thành phố. Có thể hắn đã giết Bondurant hoặc Alex dụ hắn làm, hoặc nếu không thì ít ra hắn cũng biết hung thủ là ai. Sico phụ trách đi tìm gã thanh tra ấy về càng sớm càng tốt. Thế nhưng sau chuyến đi ấy, anh đành thông báo cho Mickey rằng hắn đã biến mất được 2 hôm. Hôm sau, cảnh sát phát hiện xe hắn bị bỏ lại ở một bãi đỗ xe. Sico chợt có linh cảm xấu về gã thanh tra này. Có thể do hắn là người duy nhất biết được hung thủ là ai nên mới bị diệt khẩu.
hy vọng cuối cùng tuy đã mất, nhưng điều đó lại càng khiến Mickey tin rằng Lisa vô tội lúc đứng thuyết trình trước bồi thẩm đoàn. Anh cố nói cho họ hiểu rằng vụ án còn nhiều ẩn khuất, Alex đang giấu giếm điều gì, với thế lực của hắn vì sao hắn được cảnh sát loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Ngay cả thư điều tra từ cục FBI cũng bị bãi bỏ. Điều cuối cùng anh muốn mọi người nhớ rằng chiếc xe tải của hắn xuất hiện ở hiện trường vào đúng thời điểm xảy ra án mạng. Nếu Lisa là hung thủ, sao cô ấy lại mang găng tay về nhà? Vì sao lại để lộ ra hung khí trong khi cô đang bị xét xử? Đến đây Mickey đã cố gắng làm hết sức, hiện chỉ còn đợi bồi thẩm đoàn công bố kết quả. Sau 30 phút hội ý thì phiên xét xử cũng mở lại. Họ tuyên án bị cáo vô tội, điều đó cũng đồng nghĩa rằng Lisa được trả lại tự do. Đã đến lúc bộ ba văn phòng luật của Mickey cùng nhau ăn mừng. Tuy nhiên lúc này Sico quay về và đưa ra những tấm ảnh được cảnh sát chụp từ chiếc xe của gã thanh tra xây dựng. Chiếc gương chuyên dụng của Kim bị thiếu một miếng, có thể đó là mảnh vỡ được tìm thấy ở hiện trường. Sico mượn hộp phấn của Lorna để thực hiện vài động tác. Nếu đúng như anh suy đoán, gã thanh tra đã dùng cái gương phản chiếu ánh nắng để dụ Bondurant nhìn lên cao. Cái gương này có thể là bằng chứng của Mickey, nhưng hiện giờ anh không cần đến nó nữa vì thân chủ đã được tự do, phần còn lại cứ để cảnh sát lo liệu. Đêm đó, Lisa đặc biệt mang cái lò hư hỏng đến gặp Mickey để báo đáp cô và anh cùng nhau nướng khoai tới sáng. Sau khi nhà ai nấy về thì anh được Andy ghé thăm. Cô còn đặc biệt tặng anh một chiếc cốc bằng sứ được in nội dung dành cho luật sư số 1. Xem ra ngay cả đối thủ cũng phải ngả mũ khâm phục tài biện hộ của Mickey. Ngoại trừ việc khen ngợi anh, cô cũng thông báo rằng phía cảnh sát đã tìm thấy vết máu của Bondurant trên giày gã thanh tra xây dựng. Xác nhận hắn chính là hung thủ, tuy nhiên hắn đã chết nên không thể làm gì khác được nữa. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang vây bắt Alex vì tội gian lận trong xây dựng. Kết thúc mọi việc tại đây, Mickey đã có thể tận hưởng những phút giây yên bình bên cô con gái bé nhỏ. Tuy nhiên, đến một khu du lịch, anh chợt nghe âm thanh lướt sóng và tiếng đàn guitar quen thuộc. Đó là những âm thanh anh từng nghe khi nhận được điện thoại từ chồng cũ Lisa. Tối đến, anh soi lại trang cá nhân của cậu nhân viên nhà hàng. Đúng lúc này lại nhận được email của Sico gửi đến về đơn ly dị của Lisa. Người phụ nữ này thật sự có quá nhiều bí mật. Sáng hôm sau, anh chủ động đến tận nhà tìm cô ấy để chất vấn lý do vì sao chồng cũ cô đâm đơn ly dị vào 11 năm trước. Nhưng chỉ mấy tuần sau anh ta lại rút đơn, điều đó là quá bất thường. Anh cũng làm luật sư đủ lâu để biết có điều gì đó không đúng với những lời khai của Lisa. Ngoài ra, anh còn phát hiện được người đàn ông đến văn phòng tìm anh và tự nhận là chồng cũ của cô, thực chất chỉ là một tay diễn viên tự do. Trên trang cá nhân của nhân viên nhà hàng, anh đã thấy tấm ảnh chụp cô cùng chồng cũ. Rốt cuộc anh ta đang ở đâu? Vì sao cô lại tỏ ra cáu gắt mỗi khi nhắc đến anh ấy? Vì sao cô nhất mực không muốn bán ngôi nhà này? Bất chợt Mickey nhìn sang khu vườn rau mùi mà cô ấy trồng, có phải chồng cô nằm bên dưới không? Lisa cầu xin Mickey đừng hỏi thêm gì nữa, cô không thừa nhận nhưng anh cũng đủ hiểu được sự thật là gì. Và anh thật sự cảm thấy ghê tởm cô, tạm biệt cái lò hư hỏng, Mickey rời khỏi căn nhà trong sự đau đớn và dằn vặt của Lisa. Không ngờ chỉ ít phút sau cảnh sát đã đến bao vây nhà cô ấy, anh không bán đứng lại thân chủ của mình. Nhưng cô ta không phải thân chủ của Lorna, hy vọng rằng sau khi bị tóm cô ấy có đủ sức lực và thời gian để nấu ăn cho các bạn tù. Vào một buổi tối nọ, Mickey ra đường và bất ngờ bị một chiếc Audi đen chạy với tốc độ bàn thờ lao tới. Cũng may Hào Quang, nhân vật chính, đã giúp anh tránh được va chạm. Mickey nhanh trí gọi hỏi Izzy, qua đó cô xác nhận vào ngày cô và Lorna dụ gã Alex đến triển lãm mua tranh. Gã cũng đi một chiếc Audi màu đen xịn sò. Sau đó Izzy cũng thông báo cho anh biết rằng vừa có khách hàng liên hệ nhờ anh biện hộ giúp một vụ án giết người. Dẫu biết nghề này thường va chạm nhiều thế lực, tính mạng có thể ví như hồng treo trước gió, Mickey phân vân một lúc rồi quyết định lái xe đến nhà giam để gặp thân chủ. Người đàn ông run rẩy thuyết phục Mickey tin rằng anh không giết bạn thân của mình. Lúc còn sống, chính người bạn đó đã khuyên anh nếu có chuyện gì hãy đến tìm Mickey. Vì anh là luật sư nổi tiếng nhất, nghe thấy đó là cái tên lạ nên Mickey không biết rằng mình có quen biết với nạn nhân. Cho đến khi anh đến nhà xác và nhìn tận mắt, cái xác dùng bằng lái giả đó lại chính là Glory Dayton. Đến đây thì nội dung mùa 2 của series phim Luật sư Lincoln cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nhé!